Alo, đám tàn hả? Chiều nay đi qua nhà bà Diệu thu tiền góp cho tao nha. Ừ, thiệt luôn á, cái thời đại gì đâu á, buôn bán trên mạng thì ế ẩm, mà bán đồ á, cho tiền góp á, thì đứa này quỵt tới đứa kia quỵt. Bực bội dễ sợ, đúng là tháng 7 mà. Hồn gì đâu không, thiệt cô. Tình yêu là cái chi chi, tình yêu là trái sơ ri chua lè, tình yêu là nắng mùa hè, trời ơi nóng quá, ta đi ăn chè, tuyệt tác. Thôi, trời đất ơi, cái gì vậy chị Hai? Chị ở hành tinh nào xuống vậy? Chị nghĩ sao thời buổi này thời buổi nào rồi? Trời nóng muốn chết luôn mà chị bận nguyên cao dài căm lè. Ủa chị thiếu C hả? Chị Như C. Em biết không? Em biết cái con nhỏ đầu hẻm con của bà Tám. Cháu ông Chính. Rồi hồi nhỏ nó đi học chung với... Em. Nó nói gì không? Nói gì? Nó khen chị mặc áo dài đẹp. Em nghĩ là mắt nó có vấn đề rồi đó. Nghĩ sao khen chị mặc áo dài đẹp? Trời ơi, chị nghĩ sao mà chị lấy cái áo dài của má ra chị mặc vậy? Chưa hết, cái khăn này của bà ngoại để lại mà chị cũng lấy chị quấn vô người luôn hả? Cái khăn, cái áo này là của chị. Chị đặt riêng. Một mình chị đặt cái áo này là không có cái thứ hai. Em hiểu rồi, tại sao không có cái thứ hai rồi? Tại sao? Tại xấu quá, không ai dám bận đâu. Khó thở. Rồi, trời tôi khổ chị Hai tôi quá trời à. Mình rồi tự nhiên bữa nay bận đồ chị thấy ghê vậy, rồi đi đâu vậy? Trời ơi, cái này là bộ đồ vía của chị. Chị đi gặp một người rất là quan trọng, rồi người đó sẽ khen chị là người đã tôn vinh chiếc áo dài. Thôi chị Hai, bỏ ngay cái ý định đó cho em nha. Trong đầu chị là bỏ ngay, không có cái tư tưởng mà người ta khen chị là tôn vinh chiếc áo dài đâu nha. Mà bây giờ em nói chị là đi đâu, gặp ai? Chị gặp ghệ của chị. Cái gì? Chị Hai có ghệ? Thiệt hả? Trời ơi, có ghệ thiệt hả? Nghe nè, chị có ghệ mừng lắm á. Nhưng mà nói nghe, đi vô thay bộ đồ khác đi, chứ bộ đồ này đi là chị mất ghệ luôn á. Bộ đồ này là đẹp nhất trong tủ quần áo của chị đó. Không được đâu chị Hai ơi, ổng gặp chị mà bận đồ như vậy là ổng chạy mất dép luôn á. Sao mà mất dép? Cho chị nghĩ sao vậy? Chị tưởng là chuyện tình của chị như là chuyện tình mùa thu hả? Đúng rồi, mùa thu là mùa đẹp nhất của năm. Ôi, anh như mùa thu rụng lá, em như con cá đang nằm, anh như là... Chị bí văn rồi. Dạ. Rồi sao chị? Cho nên là chị muốn nói với em là người ta yêu chị bằng cả trái tim. Chị là người phụ nữ độc đáo. Thôi bỏ ngay những cái ý định đó, em nói chị bỏ đi. Bây giờ á, cái nhà này nè, chị rất là thùy mị. Em cảm thấy mệt mỏi với cái sự thùy mị và điệu chảy nước của chị. Con gái phải như vậy chứ, em mà cứ te rẹt không bao giờ có chồng. Dạ đúng đó chị, người ta nói là te rẹt, giống ai nói te re hết trơn á. Chị là nhà thơ, chị sẽ sáng tác ra những dần thơ, những câu chữ bất hủ. Dạ, nhưng mà em nói chị nghe nè, chị là con gái, ở nhà này chị thùy mị là đúng. Đừng có ngồi như vậy, thấy gớm lắm, phải khiếp lại. Ok, em cũng là con gái, nhưng mà em phải mạnh mẽ lên. Để làm gì? Để bảo vệ chị, để không ai ăn hiếp chị em mình. Tại vì sao? Tại vì trong nhà này không những có chị mà còn có một cô công chúa nữa. Ai kêu công chúa đó? Công chúa đây. Hai con A Hoàng kia gặp công chúa quỳ sát đất thành lễ liền. Quỳ hả? Nghĩ sao? Giận quá trời. Mất khôn rồi, giận. Rồi, vuốt giận nha. Đừng nói nữa nghe chị Hai nha. Trời đất ơi, coi đó kìa.
Em làm gì mà em tôn thờ trái dưa leo quá vậy? Tách mặt nạ chị. Mà để như nè, đi cái nó lăn lăn nó rớt. Em phải dựng lên để cho nó chắc thôi chị. Dạ. Sao? Ellie. Cái gì? Chị kêu nó là gì? Elizabeth, ok. Trời, nghĩ sao vậy? Ba má đặt tên cho mày á là Lê Trọng Lý. Tự nhiên cái sửa thành Ly, cái kêu Elizabeth. Trời đất ơi, nghĩ sao mà Elizabeth? Là Elizabeth là lấy cái tên từ một người nổi tiếng. Elizabeth Taylor. Em thiếu rồi. Em phải chị? Đặt thêm tên là Elizabeth Taylor mới hợp với phong cách. Ôi, thôi đi. Taylor, ta lừa gì kỳ cục à? Ta Elizabeth thôi à. Nói nghe nè. Hôm nay chị đẹp không? Sao ối, chết cha, mày có chữa rồi hả? Trời đất ơi chị hai. Trời ơi, đường nào bà nội? Chị nghĩ sao vậy, nó có chữa rồi, nó đẻ đường nào? Ai mà biết. Yên à, nay đào bằng đồ ghê vậy má. Đi hẹn á, đi hẹn với ghệ. Bà có bồ. Ôi trời ơi. Trời ơi chị, em chúc mừng chị nghe chị. Trời ơi, em tưởng là cái nhà này nó quan nghiệt dữ lắm rồi, là ba chị em ế đều đó chị. Tưởng là hả, làm cái miếu ba cô. Em nói gì vậy, mày nói gì vậy? Mày nghĩ sao mà ế đều hả? Nghĩ sao vậy? Chị mày rất là có giá nha. Chị mày là trai theo nườm nượp nha. Chưa à, thấy có giá hả? Chưa bao giờ thấy trai. Đúng rồi. Em tưởng thì chưa thấy thì rồi sẽ thấy. Ủa vậy là mê mê trai hả? Ủa chứ mê trai chứ không lẽ mê gái? Tưởng vậy á, tưởng giống. Tôi nghe, bây giờ chị có bồ rồi mừng cho chị đi. Tại vì á, không phải người nào cũng can đảm yêu chị. Cho nên bây giờ có bồ mà quen trên mạng nữa. Cho nên chị rất là hạnh phúc với mối tình này. Cái gì? Cái gì? Bà quen trên mạng hả? Chị hai, quen ở trên cái cái trang gì mà girlsin.net gì không? girlsincoden.net. Đúng rồi, phải không? Ủa sao em rồi biết? Trời ơi, thì bồ phải không? Bồ chị sao, bồ chị sao? Bồ của chị hả? Ảnh tài năng lắm. Ảnh ngộ lắm. Ừ, ngộ lắm. Ảnh là nhà thơ hả chị? Ảnh không phải là nhà thơ. Chứ ảnh là nhà văn. Nhà văn đúng không? Không, ảnh là một nhà lái xe mô tô. Hả? Ôi, ảnh hầm hố lắm. Ảnh ngon lắm. Ảnh... Thôi được rồi, sao kỳ vậy trời? Ơ em thấy có cái gì đó nó sai sai. Đúng rồi, nó sai lắm. Ví dụ như chị là nhà thơ nè, chị phải quen một cái người nào đó gọi là cũng thi sĩ á. Chị quen cái người lái xe mô tô á, em thấy nó không hợp nha. Đúng rồi. Mấy em không biết gì hết. Tại vì á, người ta nói là mình thiếu cái này thì mình sẽ được cái kia. Đúng rồi. À. Cho nên á, là người yêu của chị hầm hố nè, còn là chị là bù lại chị Thùy Mỹ Đất nè. Đó chị phải mệt ghê luôn á. Tại chị đọc rất những dần thơ của chị. Ủa hai người gặp nhau rồi hả? Gặp trên mạng. Ủa nhưng mà sao thích? Anh biết chị làm thơ đâu mà thích. Chị đăng thơ trên mạng rồi ảnh vô cái trang của chị, ảnh thích thơ của chị là thơ thân em như dĩa đồ lòng. Anh như xị rượu thơm nồng bên em. Tình ta như dĩa mắm nêm, bỏ thêm miếng ớt, thêm say thêm nồng. Trời đất ơi, cái thơ gì mà phồn thực vậy trời. Đúng thơ rồi. Thơ mà nghe mắm nêm mà nó hô dữ sồ vậy đó. Trời, cái thơ gì nghe là muốn nhào vô ăn lấy ăn rồi đó. Đúng rồi. Ảnh khen thơ của chị ngon. Hả? Ảnh khen thơ chị hay. Nên đó là ảnh quyết gắn bó với chị. Bởi vì ảnh biết rằng chị sẽ là một người vợ đảm đang. Đảm đang. Cái gì? Trời đất ông cố nội ơi. Ba chị em nè, cái bếp nó lạnh tanh, ba người đi ăn cơm tiệm không mà biết nấu nướng vậy đâu mà bà đảm đang. Trời ơi, về tối ngày bà làm thơ không bà cho ông ăn cái gì hả? Đúng rồi. Thì ăn giấy hả bà nội? Chị làm thơ về ẩm thực thì ảnh nghe riết ảnh no. Trời ơi. Anh chị hai, quay qua đây. Ê, tao thấy cái mặt chị hai bữa nay có cái gì đó nó sai. Hình như là chị hai bị lé mày ơi. Ủa chị hai? Đó má đẻ ra có bị tật nguyền sao bị lé vậy? Đâu có lé. Xây coi.
Ôi trời ơi. Hỏi thiệt. Ai hại? Ai hại? Ai make up hại cái mặt vậy? Chị tự làm đó. Chị làm từ sáng sớm tới bây giờ mới xong. Trời đất ơi, từ hồi sáng sớm bây giờ 12 giờ trưa mới xong. Bà làm như vậy đó hả? Ừ. Lông mi mà gắn con bay con đậu luôn vậy đó hả trời? Trời ơi, một con mà dán sắt ngược lên, một con mà dán sủi xuống như nè trời nè, con mắt này bậy gì nè, mà tưởng tượng đi. Trời ơi, chị hai, chị mà đi gặp ghê ghê, chị bỏ chị mất dép như chị hai. Em thấy nè, cái tình hình này nè, thôi gỡ cái cặp này ra luôn nè. Đúng rồi, đó, ổn hơn, đúng rồi. Hèn chi chị thấy sao, tự nhiên cái tầm nhìn của chị nó bị cản cản. À, nó bị hạn hẹp. À, đúng rồi chị, đúng rồi, nửa con mắt mà nó sụi xuống tới đây nè, sao mà không cản được chị. Cho nên bây giờ là nhờ hai em mới giúp cho chị đẹp như ngày hôm nay. Thôi mà như vậy, cũng chúc mừng chị hai có bồ rồi. Ôi trời ơi. Dù gì? Sao? Ghen tức ở hả trời? Ghen tức ở gì? Ôi tôi cũng có bồ chứ bồ. Cái gì? Bà có bồ? Trời, tôi nghe một cái như sét đánh ngang tai vậy trời ơi. Bà mà cũng có bồ nữa hả? Ủa cái gì vậy Ellie, cái gì vậy? Mày nghĩ là mày tưởng là tao ế lắm hả Ellie hả? Mày nhìn tao đi từ trên xuống dưới tao cũng thuộc dạng là 9 nút rưỡi nha. Trời ơi, 9 nút rưỡi, bà cỡ giá hành giá hẹ đó bà nội. Cái gì vậy hả? Nhiều khi hành. Mày hả? Mệt quá. Trời ơi, đừng có gây nhau. Đi qua kia đó. Mà thôi vậy nè, vậy đi, lỡ rồi, nó nghe nè. Vậy kể. Kể bồ bà nghe cho coi. Kể nha. Kể gì coi. Bà đi hả? Cứ kể cười hoài vậy. Không, cái đó gọi là thể hiện sự mắc cỡ á. Mà mắc cỡ cũng lạ nữa. Anh đứa nghe nè, biết không? Trời ơi, chị hai. Em quen anh đi cũng trên mạng luôn chị hai. Hả? Trên mạng quen luôn. Quen ở trển. Cái chàng gần xin cô đơn chấm nét luôn á. Trời ơi, hai bà cũng miền luôn hả? Còn sao thấy cái người của bạn sao? Trời ơi, cái người yêu của tao á, giống chị hai vậy. Là rồi, là cũng có. Hỏi chị hai, hả? Em nghi chắc rồi. Chắc gì? Homo chắc. Homo. Em xài bột giặt vậy chứ hả? Em chị hai ơi, chị hai, chị đừng có khờ khạo đến mức như vậy chị hai. Nó nói em là em, cái hệ của em là giống nó đó. Đúng rồi, em thích gái á. Trời ơi, nghĩ sao vậy hả? Vậy? Vậy chứ chị nói người yêu của chị giống chị hai vậy đó. Nhưng mà người ta chưa nói hết. Ơi, qua nghiệt. Người ta chưa nói hết. Có nghĩa là giống chị hai là sao? Là cái nghề nghiệp giống chị hai. Chị hai là nhà thơ đúng không? Là người yêu của chị là giáo viên dạy văn. Văn. Trời ơi. Văn. Giáo viên dạy văn hả? Trời, chị hai, Ly nghĩ đi. Tới cái diễn cảnh mà mỗi buổi chiều á, trời mát á, cái anh ấy chở chị trên chiếc xe đạp đi thu tiền góp. Trời ơi, lãng mạn. Thiệt á, cái nhà này nó qua nghiệt quá à. Cái sự qua nghiệt nó ụp thẳng vô cái nhà này rồi. Trời ơi. Là sao? Trời ơi, thật là quan nghiệt. Vậy đi. Sao trời sao? Ơi, sao kỳ vậy? Một bà là nhà sến chảy nước mà quen bà mô tô, còn một bà mạnh mẽ mà quen nhà văn, phải đổi ngược cho nhau đó bà nội ơi. Mày không nghe ha, hồi nãy chị hai nói là trên đời này ông trời không cho ai hoàn hảo cái gì, mình phải thiếu cái này thì mình phải đắp cái kia. Không, tôi nghĩ là ông trời cho tôi hoàn hảo rồi. Tôi quá hoàn hảo, không có thiếu gì cho mày á. Mày mới là quan nghiệp nhất trong cái nhà này. Em hoàn hảo, em thiếu một cái thôi. Cái gì? Não. Em thiếu não. Đúng, chị hai nói đúng, cái này em tin. Kỳ cục chị em trong nhà mà kỳ quá vậy. Mệt quá. Mà nè, nó nghe nè, tôi nói, tôi cảnh báo với bà nha. Dạo này á, người ta chat chít trên mạng á, là người ta bị dụ dữ lắm luôn á. Trời ơi, ai mà dám dụ chị, thằng đó ngu lắm mới dụ chị. Nghe, không có ai dám dụ bả được. Chị có thơ thôi, chẳng có gì. Chị chỉ có thơ thôi. Nói nghe nè, hả? Người yêu của chị á, ảnh nói á, là ảnh sẽ thương chị suốt đời, chị có hình của ảnh luôn á. Hả? Vậy? Coi. Em muốn coi hả? Chị đưa liền cho em coi. Dạ. Chị đưa cho em coi trước luôn. Nè, hình của bồ chị á. Ôi trời, dễ thương thật quá. Dễ thương không? Ôi tin nè. Chị hai, chị mãi là người đứng sau. Đúng rồi, thôi chị để đây đi. Ôi cũng dễ thương, đẹp trai quá nè. Ê. Sao hai người này cái mặt giống nhau hao nè. Đúng rồi chị hai. Nó chỉ sai là người tóc dài, người tóc ngắn à. À, chị
À, chị nhớ ra một chuyện. Sao chị? Người yêu của chị ảnh tên là Nam. Ảnh nói là ảnh có một người anh trai song sinh. Người anh trai đó làm nghề giáo viên. Người anh trai đó tên Thành. Ủa sao em biết hay? Bồ em chị, đây bồ em và giáo viên tên Thành. Dạ, em giống giống nhau có nghĩa chắc là anh em một nhà đó chị. Anh em sinh năm nhất á. Ủa sinh năm nhất là sao? Là sinh năm một á. Trời ơi, như vậy là vui quá rồi. Ê, như vậy là chúng ta là anh em một nhà. Hả? Quan nghiệt nữa rồi. Sao vậy? Nó đập thẳng nữa rồi. Sao? Bây giờ nè, bà hai quen thằng em. Bà ba quen thằng anh. Rồi mốt mà rủi nó lấy nhau về xưng hô làm sao? Cái gì đâu bình thường thôi. Bây giờ nếu mà qua bên nhà bệnh á, ở bên đây nè. Ví dụ ở bên đây em sẽ kêu chị bằng chị. Còn qua bên nhà bệnh á, chị sẽ kêu em bằng chị và em kêu chị bằng mày. Hổn gì? Hổn chứ hổn. Rồi còn lớn cứ bây giờ xưng tôi bằng gì? Kêu nói chung là trước sau gì tao cũng kêu mày bằng mày hả? Mày ơi mệt quá. Đúng rồi, không quan trọng, tại vì cưng là út mà. Nhưng mà nói nghe nè, cái chuyện kêu chị hay kêu em đâu có quan trọng, tại vì mình mê trai thì mình phải chịu. Chờ anh chờ đến bao giờ để em thơ thẩn thẫn thờ con tim. Ngày dài em cứ tưởng đêm, đêm phia đêm lại, đêm đi mất rồi. Hay quá vậy ta. Phải làm một tuyển tập thơ để cho nhân loại biết được tài năng của mình mới được. Hai baby, xin lỗi nha. Tại vì anh tới trễ là bởi vì xe nó cháy, cho nên anh phải tới hơi trễ xíu nha. Đêm dài em nhớ tới anh, mà anh cứ lại lanh quanh ngoài đường, làm cho em rất chán chường, cho nên anh phải bồi thường cho em. Trời đất ơi, tôi không ngờ người yêu tôi nó lại một cách lãng mạn mà thơ hay như vậy. Chờ chút xíu nha. Em có một giọng cười mà anh có cảm giác nó đem lại hạnh phúc cho tất cả mọi người khác. Cảm em ngồi đi anh. Anh xe anh cháy rồi, anh có bị gì không? Ồ không, nó chỉ cháy phật lên mà hên là anh né được. Vậy á hả? Lần sau cẩn thận hơn nha. Thương quá đi à, đẹp trai nè, rồi còn hầm hố nè. Cưng quá à. Anh ơi em nhé. Kỳ hai em ba thật là tình cờ. Chúng ta không có hẹn nhau mà chúng ta gặp nhau. Dạ không có hẹn một chút nào hết á. Đây là bạn trai của chị, anh ấy tên là Nam. Anh ơi đây là em gái của em. Dạ em chào anh Nam. Chào em. Chào em. Ồ trời phong cách lão á. Cưng lắm, rất là rock. Rock như là rock mía vậy đó. Tên là Hoàng Kim. Dạ em là Hoàng Kim. Quang Kim, rất hân hạnh được gặp em, biết dạ, em. Dạ, dạ chào anh. Chào. Xin lỗi anh đi restroom một chút nha. Dạ, đi đâu ạ? Restroom. Là đi toilet phải không? Anh ơi, đi toilet để cái giỏ đó để em giữ cho. Không lẽ em về mà em ăn cắp đồ của anh sao? Không sao, anh quen rồi, nha, vậy đi nha. Ôi trời, chị hai. Hả? Cần công nhận nha, bạn trai của chị á đẹp trai cũng cỡ bạn trai em á nha. Trời ơi, hai anh em sinh đôi mà. Trời ơi, dễ thương quá hả? Em có hẹn
hẹn với lại bạn trai của em luôn rồi phải không? Có chứ. Nhưng mà hồi nãy này cái con Ellie này nó nói nó đi theo em rồi, nó nói nó đi đâu mà nãy giờ nó mất tiêu luôn rồi nè. Nói nghe nè, bạn trai của chị á được lắm, ảnh tốt lắm. Vậy hả? Bạn trai em đâu rồi? Không biết nữa, sao giờ chưa tới nữa nè. Em hẹn ở đây nè. Vậy hả? Một lát ha, hai người đó mà gặp nhau một cái sẽ bất ngờ. Rồi, tại vì hai người đó không bao giờ tưởng tượng được là chúng ta sẽ hẹn ảnh ở đây. Rồi chúng ta đã là một cái sự bất ngờ. Nè, chưa hết đâu nha. Trời ơi, một lát nữa mà gặp nhau á, cái người này kêu người kia bằng anh, em kêu chị bằng chị kêu bằng chị, kêu bằng anh, kêu lộn xộn hết rồi. Vui lắm. Đúng rồi. Lúc đó bốn đứa chúng ta giống như là một lũ điên. Bớt. Ở nhà cười được, ở đây cười một cái là mất ghệ nha. Bớt. Ôi. Chào anh. Chào. Dạ, giới thiệu cho anh, đây là chị hai của em, là Giáng Thơ. Dạ, đây, bạn trai của em, anh Thành. Dạ, chị chào. Chị hai. Chào chị hai. Dạ, giáo viên dạy văn. Giáo viên dạy văn. Dạ. Rất hân hạnh được biết cậu. Dạ, chào chị. Ôi trời ơi, chị hai, em nhìn cảnh tượng này em mới suy nghĩ ra được một cái điều này chị hai. Thử mà chị hai mà với bồ em mà kết hợp nhau mà ở chung một nhà á, là đúng như cái câu mà người ta nói là sống chậm lại để yêu thương nhiều hơn á. Dạ anh ngồi đi anh. Dạ, ngồi đi. Mời cậu ngồi. Dạ. Chị hai biết không? Cảm ơn. Dạ. Chị hai biết không, ảnh á là giáo viên dạy văn á, cái giọng ảnh vậy á, ảnh đọc thơ truyền cảm lắm nha. Trời. Chưa hết đâu nha, một bài văn mà ảnh đọc một cái ha, là một từ ảnh lặp lại 3 lần, học sinh rất là dễ thuộc bài. Trời ơi, như vậy mà làm giáo viên. Dạ, rất là ấn tượng đúng không? Dạ. Mà sao anh Nam đâu sao anh? Người yêu của chị ảnh đi vệ sinh gì lâu quá vậy ta? Hay là có điện thoại nè, anh đem cái cặp theo đó gọi cho ảnh đi, gọi. Thưa chị hai, cho phép em đi rửa bản mặt. Ok gì cũng vậy. Xin phép chị. Dễ thương không? Dễ thương chân quá. Chân chất ghê chưa? Ôi, trời ơi, hai anh em nhà này dễ thương đáng yêu quá. Người em mới tới đi vệ sinh liền. Người anh mới tới đi rửa mặt liền. Trời ơi, ở sạch quá. Bớt cái miệng lại, nó hoài hả? Trời ơi! Chết rồi em ơi, bạn anh đã bị tai nạn rồi. Bây giờ anh phải đi về liền. Nó nợ tiền anh mà không thể nào. Xin lỗi em. Xin lỗi đi nha. Cái gì vậy? Chào anh, về sớm vậy? Anh Nam, đây Ellie, em ruột em. Chào cô cậu. Con thằng Lan. Em gái. Dạ. Hạnh được gặp. Đi. Ôi, đi đâu sớm vậy? Anh ở đây chơi đi, em có quà bất ngờ cho anh. Trời quà gì chứ? Có quà. Trời ơi, em gái mình tử tế rồi chị ha. Rồi, chờ xíu. Mình ra. Mình giữ anh. Vô. Sao? Quà giá trị quá phải không anh? Ủa cái quà gì mà bự dữ vậy? Quà giá trị mà. Nhìn thẳng cho em nè anh. Ủa, đây là người phát quà hả? Quà đâu? Ui. Anh nghĩ sao vậy hả? Anh nghĩ anh trốn chui trốn nhủi để anh thoát được tôi à? Xin lỗi anh nha, không có đâu. Anh chui xuống 7 tầng địa ngục tôi cũng móc anh lên đó. Anh vô cái mồ anh nằm tôi cũng lôi anh ra nữa. Anh là cái thứ lừa đảo, là cái thứ lừa tình, là cái thứ qua một người đàn ông mà không có cái gì trên cái xã hội để nè. Trời ơi. Ủa, cái gì đã vậy?
xảy ra vậy? Trời ơi, lừa đảo, lừa tiền, lấy tiền của em. Ai ai đó, chị Hai ơi. Nè, ông này hả? Ông này dụ dỗ tình cảm, lấy tiền. Đó rồi, đâu phải tiền của mình đâu, mình phải ăn cắp của má mình đưa cho anh trả. Bây giờ em nói anh nghe nè, em còn thương anh khôn hồn, anh trả cái số tiền ở lại đi. Nếu mà anh không trả, anh không có thoát khỏi tay má đâu. Tại vì cái tiền đó là tiền ăn cắp, ha. Trời ơi, ăn cắp tiền của má cho trai hả? Dạ, đúng rồi. Ồ, lại một người nữa giống như tôi. Chị, giống như chị. Trời ơi. Biết rồi, đây nè, nói cho nghe. Sao em biết chuyện này? Linda nói cho em nghe. Linda. Rồi bạn, Linda cũng, Linda này bạn em. Bạn, đó. Bạn bị rồi. Ba con bạn nó cũng bị như mình đúng. Rồi. Đâm ra mình phải vạch mặt thằng cha nội này. Trời ơi. Bây giờ anh trả. Trời ơi, nó kể cho nghe, thằng Trả là tạo tài khoản giả rất là nhiều. Tự về tạo tài khoản giả nhiều vậy để đi lừa nhiều cô gái. Mà trong đó là ai? Có em. Có em chị. Đúng rồi đó chị Hai. Thì ba biết sao, hôm bữa coi tấm hình là em nghi rồi. Không, chị Hai ơi, bồ chị Hai khác. Trời ơi, bồ của chị Hai nha, dễ sợ thì cũng may. Cũng may là anh Thành em cái mặt giống giống thôi, nhưng mà không, cái tâm không có ác như vậy. Cái tâm không có đi lừa đảo người ta như vậy. Chị Hai, cho nói chuyện chị ba chút xíu. Cái gì vậy bà ba? Bà còn mù quáng hả bà ba? Qua cái gì trời đất ơi? Trời ơi, Thành nè, Nam nè, là một người. Không tên hết, đây nè. Ơ kỳ vậy? Cái gì tự nhiên cởi áo người ta vậy? Đó, thấy chưa? Thành, nè, Nam là đều là thằng nè. Trả hết, thằng Trả nhà hàng. Nè, nè, thằng nào đây? Ôi. Đó, lột ra, thằng nào đây? Ôi, quen dữ ta. Trời đất ơi. Thấy làm gì vậy? Vô lột đồ ta là sao? Cái vụ này là sao hả? Đúng rồi, cái chuyện này là sao? Là lừa đảo chứ làm sao hổ qua. Trời đúng ơi rồi. Trời ơi, hồi đó giờ tôi không có cặp trai. Mà lần đầu tiên tôi bước ra đời tôi cặp trai bị trả lừa. Tức hơn bây giờ sao? Đứng đó nhìn hả? Bây giờ có ói là 250 triệu rồi. Trời đất ơi, không có được rồi. Cái vụ này là sao? Anh bước ra, tôi chấp anh tay đôi luôn. Anh nghĩ sao mà anh nhào vô anh lừa chị em bà, thôi bà, hả? Bà làm lại người ta đâu. Bà dạt qua bên đi để cho người làm lại người ta làm nha. Ăn bốn đứa bốn góc mà mới làm mình đi. Trời ơi, tôi là vậy rồi sao? Cái gì? Tại sao anh nỡ lỡ lừa gạt em? Anh có biết là em đau khổ, em đau khổ lắm không? Trái tim em tan nát, trái tim đang rỉ máu, em đang nhàn xé nội tâm, em không biết nói gì nữa hết. Khóc nè, hai ba khóc tức tưởi nè. Bình tĩnh. Để tụi em, chị đừng khóc nữa, để tụi em xử lý cái thằng này. Để em xử lý cho chị Hai, em chơi nó khô máu. Mày lừa gạt em sao hả? Mày xuống đó. Mày nghĩ sao? Ủa như vậy? Mày xuống đó. Mày hả mày? Thiệt sự là không còn lối thoát đó. Nhưng mà Lê Khánh, anh thấy nè, em á nên vào vai của em thứ ba đó mới hợp hơn. Sao không? Nó hầm hố, nó gấu báo rồi này nọ, nó mới hợp với em. Chứ em vào cái vai mà hiền hiền dịu dịu á, anh thấy có gì nó sai sai với bản chất á. Anh đừng có nói như vậy, anh đừng có mỉa em. Bởi vì sao? Chính đạo diễn mời em vào vai này bởi vì đạo diễn thấy được cái nét đẹp tiềm ẩn của em đó. Em có số điện thoại đạo diễn không? Chi vậy anh? Anh xin anh bán vốn coi sao kỳ vậy. Không phải, nét đẹp tiềm ẩn là tiềm hoài vẫn ẩn đó. Rồi, được rồi. Vậy thì bây giờ coi như anh là một đạo diễn mới đi. Dạ. Anh muốn mời em vào một vai mới lạ, độc đáo hết sức. Vai gì vậy anh? Cô Ba Miệt Vườn. Bây giờ mời em xem nhạc phẩm Cô Ba Miệt Vườn do nghệ sĩ hài Minh Nhí và ca sĩ Long Nhật thể hiện với phần hỗ trợ của vũ đoàn Phương Việt, và sau đó em coi có hợp với em hay không. Quý vị nhé. Ai kêu đò có em, có em đây, có em đây đưa đò. Đò em đưa, đò em đưa đò qua sông, mà chẳng thấy ai, chẳng thấy ai hơn chị. Em đưa đò qua sông sao chỉ một mình ơn. Cô bác hay quá ta. Trời ơi, anh Sáu. Trời ơi, mấy anh đi đâu vậy?
Tôi anh đi tập văn nghệ đó mà. Đi tập văn nghệ hả? Trời ơi, em còn thích văn nghệ lắm á. Ra nói nghe nè. Sao nè? Trời ơi, đi tập văn nghệ mặc đồ đẹp quá. Mà sao mặc đồ đồng phục giống như là ở trọng mới ra vậy? Nói nè, nói đùa vậy thôi. Mà anh múa phải không? Múa thì phải đồng phục, cái gì đâu đúng rồi. Nhưng mà tập văn nghệ ở đâu? Bên Cù Lao á. Tập bên Cù Lao hả? À, anh biết làm sao mà hôm nay em ra đây không? Sao? Hỏi đi mới nói, không hỏi không nói đâu. Mà em ra đây làm gì vậy? Câu chuyện đầu đuôi là thế này. Hôm nay con nhỏ đưa đò nhà em, anh biết nhà em là nhà chủ mà. Má em là chủ ghe. Em là con gái bà chủ. Em chỉ đi theo ghe để mà thu tiền thôi. Em chảnh lắm chứ bộ. Nhưng mà tại vì á, con nhỏ đưa đò hôm nay nó bị bệnh. Nó nghỉ mất rồi. Mà má em á hả, ghê lắm. Nói nghe nè, 365 ngày á hả, bà không chịu nghỉ một ngày đò nào hết trơn á, kể cả ngày lễ ngày Tết. Hôm nay con nhỏ đưa đò hả, nó bị bệnh. Em về ra làm quá, em về ra em chèo đò thay nó đó. Bây giờ mấy anh tập văn nghệ ở đâu nói cho em nghe coi nè. Bên Cù Lao đó. Bên Cù Lao bên kia sông cái gì? À, vậy mấy anh đi bằng gì qua bên đó? Thì bởi vì tụi anh mới ra đây kiếm em nè. Kiếm em nhờ em đưa qua sông phải không? Vậy thì xin mời các công tử lên đò. Khoan đã. Sao vậy? Ra đây. Sao vậy? Có tiền trả tiền đò không? Mà muốn trời lên đò. Tưởng cái gì? Tiền cái gì? Có chứ. Có tiền không? Có tiền thì nói không mà thôi nha. À, anh bỏ quên tiền ở nhà rồi. Bỏ quên tiền ở nhà. Thôi bây giờ em tính như vậy. Em sẽ lấy tiền anh 3, anh 4, anh 5 gấp đôi. Nhưng mà riêng anh 6 đẹp trai, dễ thương. Mà em biết lâu nay anh 6 cũng có tình ý với em, thì khuyến mãi cho anh 6. Còn mấy anh lấy tiền gấp đôi, chịu đi không chịu thôi à. Thôi đâu có được, bốn anh em anh đi chung mà. Đi chung mà không có tiền phải không? Nói đùa vậy thôi. Chứ em biết mà, thanh niên làm gì có tiền nhiều. Mà lỡ đường lỡ xá như vậy. Nhưng mà má em dặn rồi không được. Má em dặn là qua sông thì phải lùi đò, tôi trời thì phải lùi cô ban dầu. Nhưng mà được rồi, để em tính, để em suy nghĩ coi. Suy nghĩ coi nha. Để ta suy nghĩ mà cứ. À, có ý kiến rồi. Được rồi. Bây giờ anh không có tiền trả tiền đò thì em sẽ treo đò đưa qua Cù Lao. Nhưng mà tới lúc mà tới tiết mục em hát á, em cũng đăng ký ở bên Cù Lao là em hát một bài. Mà em hát là mấy anh phải muốn minh họa cho em. Chịu không? Sẵn sàng. Sẵn sàng á. Vậy thì còn chần chờ gì nữa, xin mời lên đò. Khoan. Em đẹp nhưng đâu có ngu. Trời ơi, đẹp chứ đâu có ngu. Con bà chủ mà, hiểu không? Bây giờ vậy, tập ở đây trước cho xong xuôi đâu đó rồi. Chắc chắn là mấy anh chịu múa cho em rồi thì em mới chèo đò đưa mấy anh qua Cù Lao tham gia văn nghệ. Chịu không? Ok, vậy nha. Rồi, chờ em chút xíu đi. Bắt đầu nè, đứng vô đội hình nè. Bắt đầu em hát nè nha. Ba miệt thương anh sao bên làng ngỏ ý cô dặn thương. Quanh năm cô sống với mẹ già, nhiều anh trong xóm liếc mắt đưa tình. Sáng sớm cô ba chèo ghé đưa đò đưa khách, mấy anh trong làng thương quá đến làm quen. Mẹ em khó lắm mấy anh ơi, đò em sang bên để em đi về. Hay buồn hay giận không?
không nói. Nhắc đến miền Tây tôi nhớ có ba miệt vườn. Cha, cha, má em, má về, má về. Coi là trời, cái bến đò của tôi ha, mà làm với cái vũ trường. Ủa sao bình thường không có bốn ông tượng này, sao nay có vậy trời? Ở đâu ra bốn ông thần giữ của ngồi đây vậy? Dạ, ngồi đều ghê ha. Rảnh quá à. Có cây cầu để người ta đưa khách sang sông thôi à. Ngồi chấn hết trơn hả? Bé ba, bé biểu. Dạ. Bà làm gì ngoài này? Dạ hôm nay con đi đưa đò. Trời ơi con ơi con. Con là con của một cái bà chủ ghe lồng lộn như vậy. Mà con ra tối nhà con cứ đưa đò hoài làm sao vậy hả? Mẹ đó là mẹ nói với con á, là con ra đây con thu ngân. Trời ơi, thì công việc hàng ngày của con là thu ngân, con cũng biết vậy rồi. Nhưng mà con nhỏ đưa đò hôm nay nó bị bệnh. Nó bị bệnh thì kệ bà nó. Nhưng mà không biết... có liên quan tới con. Nhưng con hiểu không? Con biết cái tính của mẹ nè. Là 365 ngày mẹ không muốn nghỉ ngày nào hết trơn á. Nên hôm nay con đích thân con chào ghê. Trời ơi, chào ghê. Con là con của mẹ. Dạ. Chứ không phải là cái con ở đỡ. Dạ. Rồi sáng giờ chèo được bao nhiêu tiền? Có tiền không? Thu được bao nhiêu tiền? Sao mỗi lần hỏi tới tiền là nó cười vậy trời? Mẹ hỏi cái gì mà hỏi lại đi mẹ. Con thu được bao nhiêu tiền? Dạ. Mẹ ơi, mà sáng mẹ uống thuốc chó dại chưa? Dạ uống rồi. Nhưng mà mẹ sinh con ra mẹ biết mà. Cha mẹ sinh con trời sinh tính. Cái tính của con á là nói chuyện tình yêu là con khóc, con rơi lệ. Mà nói chuyện tiền bạc là tự nhiên mắc cười á. Sao nói chuyện tiền là mẹ mắc cười làm sao? Dạ thú thật với mẹ, con không thu được một đồng nào cả. Trời ơi, có phải là trai nó khen con đẹp rồi con không chịu lấy tiền đúng không? Dạ không phải gì đâu. Vậy chứ sao? Trai nó khen con đẹp á là chuyện bình thường rồi. Bởi vì con gái của mẹ đẹp quá mà. Nhưng mà hôm nay mọi vật đã đảo lộn. Con khen người ta đẹp, con khen người ta đẹp trai, cái cuối cùng con miễn phí luôn nè con. Trời ơi, bà khôn quá, tôi giật đầu bà nha bà. Tôi giật đầu bà có ngày nghe chưa? Dạ. Mẹ đã nói với con rồi, con không có được giao du với mấy đứa trai trong làng này. Con là phải lấy đại gia cho mẹ. Thôi, đại gia gì mà đại gia. Con không chịu lấy đại gia đâu, con thấy anh Sáu dễ thương à. Anh Sáu nào? Anh Sáu kia kìa. Bốn thằng biết thằng nào là thằng Sáu? Dạ. Thằng Sáu là thằng nào? Thằng Sáu là thằng nào hả? Đâu? Thằng nào là thằng Sáu? Ngước mặt tao lên coi. Ngước mặt lên cho tao coi. Thằng nào là thằng Sáu? Trời ơi, trai đẹp không à? Trời. Mẹ. Không mẹ. Ngờ dòng họ nhà nó sao đẹp không vậy con? Má rụng rời trơn. Tôi có đẻ sinh tư đó mẹ. Nhưng mà mẹ đừng có nhìn xa xôi. Mẹ đừng có nhìn xa vời mẹ ơi. Xin mẹ hãy xem thật gần. Anh Sáu là đây nè. Má của nó đẻ sanh bốn hả con? Dạ. Trời ơi, phải giỏi hơn mẹ rồi con ơi. Trời ơi, chắc gia đình này chắc giỏi lắm đây. Bốn con, đứa nào là Sáu đứng lên cho bác coi coi nè. Trời ơi, đàn ông gì mà trắng như bà tạng vậy mày? Hả? Biết làm ăn gì không? Hả? Có biết làm vườn không? Anh giỏi lắm mẹ. Để đó tôi, chị Bảy. Có biết làm ruộng không? Lấy con gái tôi là phải biết làm việc hết đó nghe chưa? Giỏi mẹ, lắm hả? Giỏi lắm. Học giỏi nè, làm vườn giỏi nè. Mà múa hát hay, gia đình bên đó hả? Mê văn nghệ như là gia đình mình vậy đó. Ủa vậy đó con? Con nói cho mẹ nghe nè. Hôm nay nè, mẹ đi đám cưới hả? Mà mẹ đẹp như nữ hoàng vậy đó. Trời ơi, mẹ cài vô miệng vậy đó. Trời ơi, đẹp. Nói cái vụ đám cưới mẹ mắc cười dễ sợ. Trời ơi, đám cưới ta đang rần, cô dâu đứng trên sân khấu vậy đó. Mẹ bước lên một cái chặt chém cô dâu khóc quá trời luôn. Sao đứng mẹ hát một mình mẹ? Coi như người ta bỏ đũa, người ta không thèm ăn nữa. Trời ơi. Tại giờ mẹ giống như tú lạ vậy đó con. Rồi mẹ hãnh diện quá trời luôn. Trời ơi, cài nghe nè.
Mẹ hát á, lẽ mẹ hát có một mình mẹ à? Nếu mà có bốn đứa này nó múa cho mẹ nữa đó nha, là mẹ là trùm ở đây luôn đó con. Đúng rồi, hồi nãy mấy ảnh hả tập múa cho con rồi. Vậy hả, bây giờ về đè bốn đứa múa cho bác đi nha, rồi bác tính lại cái chuyện con bé ba với thằng sáu được chưa? Ừ, bây giờ hai mẹ con mình xong ca nha con. Vô đội hình. Nghe nè con ba miệt thư, thằng sáu bên làng ngỏ ý tôi hỏng ưa. Quanh năm nó sống với tôi nè, nhiều trai trong xóm liếc mắt đưa tình. Sáng sớm con ba kèo ghe đưa đò đưa khách, đám trai trong làng thương quá đến làm quen. Mẹ em khó lắm mấy anh ơi, đò em sang bên để em đi. Không nói nhắc đến miền Tây tôi nhớ con ba miền Tây, hay dối hay hờn hay buồn hay giận không nói nhắc đến miền Tây tôi nhớ con ba miền Tây. Sao Lê Khánh, em thấy dài đó sợ hợp với em không? Dạ không. Chứ em xin rút lui đi. Trời ơi, làm cô ba miệt vườn mà không biết cút lóc, không biết tưới cây sao làm được. Thôi, cho em xin hai chữ bình yên. Yên tâm rồi em sẽ được yên nghỉ. Dạ anh, cái gì mà yên nghỉ thì ghê quá vậy? Ý của anh là bình yên để nghỉ ngơi. Trời ơi, anh nói làm em hết hồn không à. Nhưng mà Lê Khánh à, có bao giờ em thấy có ai bị một cái trường hợp lừa gạt ái tình giống như là trong cái tiểu phẩm vừa rồi không? Trời ơi, không những bị lừa gạt ái tình mà còn bị ái tiền nữa chứ. Bị lừa gạt các kiểu luôn. Anh nghĩ coi như vậy thì làm sao phụ nữ chúng em tin vào đàn ông được nữa chứ. Ê, chuyện nào ra chuyện đó nha, không có quơ đũa cả nắm. Hiểu không? Thường á là có những chuyện tự nhiên ở đâu á từ trên trời rơi xuống rồi xong làm ảnh hưởng cái tất cả với mày đâu luôn. Nhưng mà em biết không, có những cái chuyện á mình không có thể giải thích được, hiểu không? Có những chuyện mình nói ra thì nó dễ rồi, nhưng mà không nói được khiến tới cái dẫn tới việc là coi như là chia tay nhau luôn. Đó, anh thấy hậu quả ghê chưa? Em thắc mắc lắm, tại sao yêu nhau mà không nói được với nhau chứ? Không phải, nhiều khi mới yêu mình còn mắc cỡ ngại ngùng, đâu phải chuyện gì cũng nói được đâu. Anh ví dụ có chuyện gì? À, ví dụ á. À, có rồi. Đó là câu chuyện bí mật trong công viên của tác giả Lê Khâm với phần thể hiện của các nghệ sĩ Chí Tài, Phương Thanh, Hứa Minh Đạt, Nhã Uyên, Khánh Hòa và tác giả. Cái gì? Diễn viên nào mà tên tác giả? Tác giả là Lê Khâm đó. Ồ. Ê, bà. Để tôi nói bà nghe này nè. Con gái con lớn ha, mà người ta chưa đi đã chạy, chưa nói đã cười là thứ con gái vô duyên đó biết chưa? Ê, vô duyên. Người ta suy nghĩ chuyện của người ta cười chuyện của người ta. Tự nhiên nói người ta vô duyên à, bà mới vô duyên á. Tự nhiên chữ tôi vô duyên. Ê mà nói nghe, chuyện gì á, kể nghe chơi. Ê, nó nghe chuyện này vui lắm. Vui nha, kể nghe vui lây coi. Ê, nữa rồi đó, bà đó nha, chuyên gia mà chưa kể rồi đã tự cười rồi. Nhớ lại chuyện hôm qua mắc cười quá. Biết sao không, hôm qua mới dụ được một anh ở trên Facebook á. Trời ơi, vậy đó hả? Anh đãi đi ăn nhà hàng luôn. Sao bà sướng quá vậy, lúc nào bà cũng được người ta mời đi ăn nhà hàng vậy. Biết sao không, sao? Hẹn ảnh tới nhà hàng xong rồi hả, bước vô nhà hàng trời ơi, ảnh kêu đồ ăn quá trời luôn. Rồi, cái này là tôi biết nha. Cái lúc đó hả, cái bà tự nhiên bà bị bịch đau bụng, cái bị tàu tháo ruột, cho nên cái bà bỏ về hết ăn luôn. Vô duyên. Người ta chưa kể xong mà tự nhiên cái chủ ẻo người ta là sao? Chưa nghe hết câu chuyện nữa mà. Nhưng mà như vậy mới vui á. Vui. Cái đầu ạ. Nghe kể tiếp nè. Kể đi. Biết sao không? Sao? Anh kêu sơn hào hải vị không á, cái tôi ngồi vô tôi ăn hết nguyên cái bàn đồ ăn luôn. Vậy đó hả? Rồi sau đó tôi đứng lên tôi đi về. Vậy thôi hả má? Đó,
đợi ăn hết nguyên bàn đồ ăn đi về thôi, có gì đâu vui. Ảnh cũng đứng lên đi về với tôi. Trời ơi, tôi biết rồi, đó là một chàng bạch mã hoàng tử cực kỳ đẹp trai quyến rũ đúng không? Không có, anh đứng tới nách tôi à. Cái gì? Đứng tới nách bà thôi hả? Bị hụt hẫng luôn á. Ê, nó nghe nè, từ nãy giờ bà ăn với người ta, bà nói chuyện với người ta, bà cười đùa với người ta, sao bà không biết vậy? Ai biết đâu, tôi đi vô sao mà ổng ngồi đó sẵn rồi. Mà tôi đâu có biết là ổng kêu nhà hàng lấy cái ghế em bé cho ổng ngồi đâu. Trời đất ơi. Ê, rồi lúc đó cảm xúc bà sao? Trời ơi, tôi nói mà nghe trời ói luôn á. Trời ơi, thôi đừng ói, ém vô. Phí đồ ăn. Bởi vì ém vô á. Hai cái bộ kìa. Biết đây là đâu không? Công viên. Đúng vậy. Công viên là nơi công cộng, là nơi thể hiện cái văn minh lịch sự của mỗi người nơi công cộng. Tại sao xảy ra? Cái này của người ta đâu phải của tụi con đâu. Của người nào? Chú. Đây con nói con tâm sự chú nghe này. Cái gì? Từ nãy giờ tụi con có ăn, nhưng mà chưa có dứt, chưa có xả. Mà con thấy chú sao xả vô mặt tụi con rồi đó. Im lặng! Thấy hả? Cái gì đây? Cái gì đây không phải là rác? Hả? Ai biết cái này ai xả phải tụi con xả đâu. Nè, chú á. Chú là cái gì ở đây mà chú dám lên tiếng, dám nói tụi con? Tôi hả? Đúng rồi. Nhìn không biết hả? Cưng, nói nghe nè cưng. Em năm nay bao nhiêu tuổi? Đúng rồi đó. Ba chị năm nay nhiêu? Ba chị năm nay 40. Em lớn hơn ba chị 3 tuổi á. 43 tuổi ba. Trời ơi. Cái mặt phụ huynh mà cái tướng học sinh chứng xác. Sao? Đùa cợt với tôi hả? Giỡn mặt với tôi hả? Cái gì đây? Ai xả đây? Hả? Trời cái gì đây? Phải ăn uống xả tùm lum mấy cô không? Con hả? Nói, con nói chú rồi. Cái này con có biết. Mà con nói chú nghe nè ha. Mà chú chưa trả lời con nha. Chú làm gì ở đây? Đúng rồi. Đúng rồi đó. Trả lời vô trọng tâm vấn đề đi. Tôi là lao công. Lao công? Nè con nói chú nghe. Tụi con làm như vậy chính là tụi con tạo công ăn việc làm cho chú đó. Đúng rồi. Nếu không á, làm mấy cái này hả, bất công á, rồi chú mất việc sao? Đúng không? Ê, còn mấy cái rác này sao xử lý sao? Hả? Em sao mà tụi con biết được? Đúng rồi. Ê, đi mua lần kia bánh tráng trộn nhiều lắm. Ê, cái mất lịch sự. Hèn chi ở chỗ này, nó hôi mà không biết vụ gì. Được rồi. Để đó tôi à. Hồn hoài thôi. Giờ biết xử lý cái này sao thật. Bữa nay mà các nàng nhận được bó bông này chắc rất là thích. Thì bắn bông này nó bắn bông kỳ vậy ta? Thơm không ra thơm mà thúi không ra thúi. Thấm thấm đúng không? Ai vậy? Ai mới nói đó? Kỳ vậy ta? Mùi nó thấm thấm thiệt chứ ta. Cái gì vậy? Phát hiện rồi hả? Anh đứng đây hả? Trời ơi, vậy mà nãy giờ tưởng bức tượng không à? Chị đứng tạo dáng bức tượng ra công viên à, tạo dáng bức tượng chơi rồi chứ. Anh à. Gì?
À, có chuyện này nhờ anh chút. Bữa nay tôi cần cái ghế này và cái chỗ này để tôi có chuyện riêng. Cảm phiền anh đi chỗ khác được không? À, chỗ bạn bè thân thiết nhau, tôi nói thẳng anh luôn là bữa nay tôi cũng cần cái ghế này, cần cái chỗ riêng tư này để tôi giải quyết một số vấn đề. Anh không hiểu. Chuyện rất tế nhị. Tôi nói thẳng luôn, tôi không có giấu. Bữa nay là tôi cần cái chỗ này để tôi hẹn với bạn gái của tôi. À, tôi muốn nói thẳng anh luôn á là chuyện này cũng rất là nhị tế. Hai lại. À, tế nhị. Tế nhị là như là hai lại đó. À, tôi có một cái chuyện cũng quan trọng để giải quyết ở đây. Anh đi. Anh hẹn bạn gái ở đây hả? Tôi nói một lần nữa, tôi nhất định phải chọn cái chỗ này. Bây giờ cái chỗ này nó có cái bóng cây, nó mát, hiểu chưa? Anh thông cảm giùm tôi, anh đi chỗ khác giùm đi. Thì tôi anh cũng trùng hợp quá, tôi không thích cây bóng cây này, cũng có chỗ mát như vậy. Anh làm ơn làm phiền đi chỗ khác giùm tôi đi. Xin lỗi, anh tên gì vậy? Hỏi danh tánh nhau. Ừ. Anh tên gì? Kỳ à. Tôi hỏi anh tên gì? Kỳ à. Tôi không có hỏi chuyện nó kỳ cục gì trơn á, tôi hỏi anh tên gì? Kỳ à. Tên gì? Tôi tên Kỳ. Tôi nói từ nãy giờ anh không hiểu hả? Tên Kỳ thì nó tên Kỳ, tự nhiên Kỳ à, Kỳ à, ai biết tôi nói tên gì? Anh tên gì? Mùi. Hỏi anh tên gì chứ phải hỏi tuổi. Anh tên gì? Mùi. Anh tên gì? Tôi tên là Mùi, được chưa? Anh tên Mùi hả? À. Tôi anh tránh xa rồi đi. Sao vậy? Tại hai mình đứng gần nhau á, cái tên nó gáp lại hơi kỳ kỳ, anh gáp lại thử coi. Bùi Kỳ. À. Kỳ kỳ được thấy không? À, kỳ quá. Trai là mưa ba bước đi, ba bước đi. À, đứng xa, anh có thể đi luôn cũng được mà, nghe. Vậy rồi, bây giờ tôi phải cần cái chỗ này, anh làm ơn đi chỗ khác đi. Tôi năn nỉ anh đi, làm ơn. Để tôi chỗ này, tôi hẹn với bạn gái tôi mà. Anh giỡn hoài, chỗ này, chỗ của tôi hồi nãy tôi ra trước, tôi dành ngay đây rồi, tôi đứng tôi tạo tượng. Chỗ bạn gái anh cái gì, tôi đã dành, tôi có chỗ chuyện giải quyết, tôi phải xả ra. Cái chuyện của tôi quan trọng chuyện của anh mà. Rồi anh hẹn bạn gái ở công viên luôn hả? Ờ. Anh nhìn mặt thấy quen quen rồi, anh hẹn bạn gái rồi đi. Anh với bạn gái anh xả đúng không? Nè, không nói bậy bạ nha. Tôi hẹn bạn gái tôi ra là có một cái nỗi niềm tâm sự, tôi muốn tâm sự với bạn gái tôi thôi. Tôi có nói tầm bậy tầm bạ đó. Là xả dao thôi chứ gì? À. Tôi không có gì xả ra này, tôi xả. Không xả cái gì? Xả xì chết ra. Chết thì ông đi chỗ khác luôn vậy? Được, cứ tôi phải xả xì chết là cái này là nó xì ra là nó chết rồi nó mới xì ra. Nó chết, hiểu đâu. Mấy phút rồi bạn gái tôi rồi là mên đi giùm tôi cái đi. Trời ơi, đi. Trời ơi, bây giờ nó nồng nặc quá rồi. Nó nồng nặc quá rồi, tôi còn chịu không nổi nữa mà. Là mên đi giùm đi mà. Là mên đi giùm tôi đi. Đi mà, đi. Bạn gái tôi tới được kìa. Ủa, đi tới hả? Ừ. Không, nhưng mà tôi phải giữ chỗ này. Tôi bây giờ tạm thời bạn gái anh tới, anh giải quyết chuyện bạn gái anh 5 phút thôi nha. Rồi. Tôi đứng đây tôi canh nha, 5 phút phải trả chỗ tôi liền nha. Thôi, cũng được, nhưng mà anh đừng lên tiếng nha. Rồi, tôi biết rồi. Tôi chưa em. Gì vậy anh, có cái mùi gì? Thì anh hẹn em bữa nay. Cái gì vậy? Mùi, có cái mùi. Thì anh cái mùi giống mùi như anh là cái nước xịt phòng ở trong toilet mà mới ấy xong á, mùi kỳ lắm. Nói gì vậy? Anh hẹn em là anh tắm rửa sạch sẽ đàng hoàng mới tới đây mà em nói gì vậy? Có tắm chưa? Có, anh sức dầu thơm mà. Ủa, hẹn người ta là cái mùi kỳ cục ghê. Không có đâu. Anh ra đây. Anh đi trước đi. Ừ. Ngồi xuống đây. Nóng hút thôi nha, nóng hút thôi nha cha. Cái gì? À, không có gì đâu em. 5 phút thôi nha cha, 5 phút thôi nha cha. Đi rồi. Trời ơi. Không có anh bị liệu. Anh vậy? Không có. Em em hôm nay anh hẹn tới đây là có chuyện muốn nói với em. Làm ơn nhanh nhanh giùm đi, nhanh nhanh giùm đi. Bây giờ mệt quá, bây giờ anh đi. Thôi đừng, biết đâu. Từ. Cái gì? Không có. Từ. Anh muốn nói từ cho em nghe vậy thôi. La lên hoài làm hết hồn hoài à. Ừ. Đi cho bác con quỷ cái. Trời ơi, hẹn người ta ra đây rồi trời nói tao con quỷ cái vậy đó hả? Tôi về. Không có đâu. Đi luôn đi. Tại sao anh dám nói tôi vậy đó hả?
hẹn tôi ra rồi. Em đi quay lại một cái chết quen bây giờ. Giờ muốn sao? Em à, mình có hiểu lầm. Thì là cái tiếng nói nãy giờ là không phải là từ miệng anh ra đâu. Thế không là anh thì là ai? Mà nó từ đâu ra tôi có biết, công viên mà. Khi ta nói chuyện em nghe. Anh á, anh nói á, nãy giờ anh nói á. Ừ, khổ quá đi. Chứ ai nói? Thôi bây giờ anh nói thiệt, em biết luôn nè. Mà nãy giờ là cái đó là ai? Là từ ai? Từ này nè. Cái tượng mà. Cái gì? Cái tượng mà. Cái tượng hả? Ừ. Được rồi, em coi nè. Tôi là thượng thần tình yêu, tôi là thượng thần Covid. Tượng à, hết nãy giờ chưa đủ hả? Anh chưa đứng yên đâu mà. Nghe giải quyết chuyện với tôi đi. Chuyện tôi em phải giải quyết đi. Cái gì? Cái gì? Anh nói là anh cho 5 phút để anh giải quyết chuyện của anh với lại người yêu anh dứt khoát, xong là giải quyết chuyện của em với anh. Hả? Thôi, anh để chuyện này ngay như hoài không có được. Chuyện này không thể nào, nó đi kim trong bọc, nó phải bọc ra thôi, nó phải lầu ra thôi. Anh giải quyết chuyện cái gì anh vậy? Anh nói gì tôi không hiểu. Thôi, bây giờ ba bà học lời nè, anh nói thẳng đi. Con nào đây? Cái gì? Con nào đây? Anh cũng mới biết thôi mà, anh đâu có biết này là ai đâu. Ai? Tôi với anh. Tôi anh là có một cái hẹn ước là giải quyết chi đó. Con sau là tôi anh sẽ giải quyết với nhau. Nè, đừng có giỡn nha. Mùi, đừng có nói bậy bạ nha. Mùi nghe tôi nói, đúng đó. Tại sao mùi bị hai phai? Mùi bị 3D mà mùi hẹn với tôi làm chi vậy? Cái gì? Anh hai phai 3D hồi nào? Nè, con anh đâu biết là nào mà 3D là anh 3D hồi nào? Trời ơi, vậy? Cha làm quá rồi đó cha. Mẹ có liệu đó. Bà chị. Cái gì? Bình tĩnh nghe cho thích đi. Nãy giờ bà chị là hiểu lầm rồi. Em với ảnh là không có gì hết, bình thường giới tính đàng hoàng. Chứng minh nhân dân là để giới tính nam đàng hoàng. Chứ nãy giờ là cái gì? À, chị hiểu lầm rồi, là ảnh nói là hẹn chị ra cái ghế này nè, nói chuyện chị 5 phút thôi xong trả ghế lại cho em. Mà nãy giờ hơn 5 phút rồi em mới tìm cách em phá chị á, chứ không là ảnh cũng hiền khô à. Anh đúng không? Chị, đúng rồi. Thiệt không? Anh men đi vậy làm sao mà em nói 3D? Đúng rồi. Thề. Anh thề trời. Men lên tôi mới tin. Men nãy giờ men nè. Đó, vậy là hai thề đi. Thiệt, tôi thề giải quyết cái chuyện ghế là phải trả tôi. Bây giờ hai người yêu nhau lại rồi đúng không? Ừ. Giờ tôi giúp hai người rồi đó, bây giờ hai người phải giúp tôi chuyện này đi. Được rồi, anh muốn gì tôi giúp cho. Anh màu sắc sặc sỡ quá. Chị này áo màu hộp nè. Cái gì nữa? Chị. Cái gì? Chị mặc áo màu đen á, em mặc áo màu trắng. Em với chị là úp mặt vô tường. Ủa? Cái gì? Hắc bạch vô tường. Trời đất ơi, hắc bạch vô tường, úp mặt vô tường. Em với chị sẽ làm một cái bữa tiệc ở đây. Tiệc gì? Cái gì? Tiệc đưa. Cái gì? Đưa ai? Người bạn thân thiết của em. Hả? Anh đứng đây anh giữ luôn nha. Nó phải có màu trắng ly tan một chút xíu. Sao? Quấn đây đi. Tự nhiên toàn khăn cho tôi vậy. Tiệc đưa chị. Nói nôm na là đám ma đó. Cái gì vậy? Ở nhà em có nuôi con chuột hamster. Mà nó ham ăn quá. Nó ăn con mèo. Hả? Nó chết luôn rồi. Trời xạo nổi. Đồ quỷ. Con chuột mà sao mà ăn nổi con mèo. Mệt. Không phải. Con chuột nó ăn cái bánh hình con mèo á. Nó ăn nhiều quá xong rồi nó bội thực. Nó chết rồi. Ngày hôm nay em đến đây làm đám ma cho nó, tiệc đưa cho nó nè. Em sợ nó xuống dưới không có gì ăn. Thực phẩm đây là nãy giờ lá thu địch nè chị. Trời ơi, hèn gì chứ mùi nãy giờ. Ông ơi, lá này là lá mơm. Thu địch mà thu địch mệt quá. Thì nó nôm na là vậy đó. Bây giờ xuống dưới nó có cái ăn rồi, nó lạnh quá, nó có cái đắp đó. Bây giờ vậy nè, anh chị giúp em cái đi. Anh chị làm ơn cho em một phút mặc niệm cho nó đi. Phút mặc niệm bắt đầu. Chuột ơi. Trời đất ơi. Phút niệm hết rồi đó. Hết rồi đó. Đó là hết rồi đó. Rồi anh. Anh hãy hát một ca khúc đi. Đem tiễn người bạn thân thiết tha của em lên đường. Pa 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 pa. Rồi xong, khỏe rồi đó. Bắt quả tạc. Bắt quả tạc. Bắt quả tạc, anh mới làm hành động gì đó. Hả? Tôi làm gì đâu? Mới làm hành động gì? Tôi làm gì đâu? Ông Nguyệt, ông Hà Nguyệt. Tôi hỏi cái người bên kia kìa. Ờ, hỏi ông, nhìn nó bảnh, nhìn nó như vậy. Hả? Cái này là cái gì? Trời ơi, hay thú quá vậy? Hay cho nó yên nghỉ ngay chỗ đó đi, đã cho nó yên nghỉ rồi mà. Yên nghỉ cái gì? Người bạn thân thiết tha của em. Bạn thân là gì? Cái này mà bạn thân? Con chuột hamster nó chết 3 ngày nay rồi em. Trời ơi, con chuột mà bạn thân hả? Nè, em bây giờ nuôi nó mà. Tôi để ý hôm nay nè, hôm nay cái khu công viên này nè, chỗ này là đông người nè, chỉ có một cái ghế chỗ này là mát mẻ,
nhiều người tới đây chơi. Mà nè, coi nè, rác xả nè, ha. Đầu tới bây giờ ông xả cái gì đây? Này là xác động vật đúng không? Xác động vật. Chết mấy ngày rồi? 3 ngày rồi. Trời đất ơi là trời. Con vật nó chết, nó có chỗ xử lý đàng hoàng. Trong chỗ y tế có chỗ xử lý xác động vật. Sao không đem vô, đem quanh chỗ này? Hả? Em đâu biết, thì thấy chỗ này nó mát mẻ là cho nó ăn nghỉ ở đây cho nó khỏe. Nghỉ mẻ gì? Chỗ này cái chỗ nè. Nè, ta hẹn hò thấy không? Ta đẹp đôi chưa? Đây, ông qua đây. Qua đây. Qua bên đây. Qua đây. Ngồi xuống. Hai người ngồi xuống. Ngồi xuống. Ngồi liền. Đâu, mưa bông, thử đi. Thử. Thử. Thơm không? Thơm, thơm. À, rồi thử luôn, thử luôn. Thử. Mà thôi mà. Biết sao đưa tôi thử sạch chết. Liệu. Đây nè, đó, thấy chưa? Bây giờ này ông cầm cái này đi nè, dọn sạch sẽ chỗ này, người ta uyên ương, người ta đẹp không? Hả? Tại sao phải ra ngay cái chỗ công cộng? Ở nhà không có chỗ bỏ rác hả? Không có chỗ xử lý những cái xác động vật hay sao? Mà đem nó xá ngoài đây, thể hiện đủ mất lịch sự. Hả? Đâu biết đâu, thì tưởng đâu vậy là cho nó yên nghỉ ngay chỗ mát mẻ mà. Yên nghỉ gì? Ông đem nó quất bậy bạ kia mà kêu nó chôn nó hả? Vậy là em sai quá hả? Bậy rồi. Bậy bậy quá, bây giờ em đâu biết. Bây giờ nè, để tôi chỉ cho ông cái chỗ. Thì ra ngoài đó mà xử lý nghe không? Dạ. Rác đây nữa nè. Rác hồi thử xong rồi đem về nghe không? Dạ dạ, cái này đem về anh. Ờ, đó cái khăn nào đó quăng là bậy bạ, tôi dọn mệt tôi à. Dạ, khăn này của cái ông đó đó. Nè. Dạ. Hôm nay là ông xã này đúng không? Dạ, bữa hổm là em nuôi em chết con mèo, em ra đây cũng chôn luôn. Bữa kia thì nuôi chết con bọ cũng ra đây chôn luôn. Trời. Bữa kia nguyên chuột bạch cũng chết, trời sao em đụng với con gì cũng chết hết á. Dạ, rõ ràng rồi không? Hôm nay tôi theo dõi, tôi rình mò ở đây không? Bây giờ tôi phát hiện mọi chuyện là do ông. Hên là tôi chưa có phạt ông nha. Bây giờ cảnh cáo nghe không? Dạ dạ. Từ nay không có xả rác bừa bãi nơi công cộng nghe chưa? Dạ dạ em biết rồi. Đặc biệt là xác động vật nghe chưa? Dạ em hiểu rồi. Hiểu rồi, rụm rụm rác đi. Dạ dạ dạ, rồi rồi. Chọn vẻ đó nó sạch sẽ, tả cái không gian mát mẻ thơm tho cho người ta đó. Người ta ngồi sạch sẽ là phải đẹp đôi không? Rác dọn sạch sẽ rồi đó, tả không gian đẹp đẽ cho hai người đó. Muốn làm gì làm đi. Hả? Giờ anh làm nghe. Phương, làm vợ anh nha. Ồ, bí mật đã được bật mí rồi. Nhưng chưa hết đâu. Gì nữa anh? Lê Khánh, Lê Khánh. Dạ. Anh vẫn còn một bí mật. Anh muốn bật mí riêng cho em thôi. Nhưng em đừng có nói cho ai nghe. Hứa đi, hứa đi. Em sẽ không nói nửa lời luôn á. Hứa đi, hứa đi. Hứa, hứa, hứa. Hết giờ rồi. Hết giờ rồi. Hết giờ. Em sẽ không nói nửa lời nữa. Mà em nói nguyên một tràng luôn. Quý vị thân mến, thời lượng chương trình đã hết rồi. Bây giờ Đình Toàn và Lê Khánh xin được chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Quỷ nào là guốc trả đây à? Trời ơi. Vợ ơi vợ.
đừng hiểu lầm, cảm ơn dancer nhiều nghe. Chào cảm ơn nhóm múa giúp đỡ chị. Ủa phải không? Đừng có giận anh nữa mà. Giận anh không có ngoại tình gì hết. Thật ra anh dàn cảnh để thử lòng em thôi, coi là em có ghen có thương anh hôn vậy mà. Thiệt không? Thiệt chứ, đàn ông mà ai nói dối bao giờ. Phải không? Hay hả? Anh là đàn ông mà. Em thôi đừng giận mà vợ em ơi. Em tin rồi. Dạ, đàn bà nhẹ dạ lắm. Trời ơi, dạ. Đã xấu mà còn nhẹ dạ nữa, tội cho em quá. Thường vậy á, cho nên bị chồng bỏ hoài á. Chúc mừng em nghe. Thôi khỏi mừng nữa Khánh, anh mệt lắm rồi Khánh. Ủa sao vậy anh Toàn, sao anh xả dài lẹ quá vậy? Thiệt ra nãy giờ anh mặc bộ đồ này đẹp lắm anh Toàn ơi. Ta nói nha, trời, con gái thiệt không đẹp bằng anh á. Rồi anh đầu tư công phu dễ sao. Trời ơi kìa, ba dòng á, rõ ràng luôn, nảy nở vô cùng luôn, đẹp lắm. Bây giờ giữ cái phong độ này mà phát huy anh ha, anh nổi tiếng hơn nữa. Thôi khỏi Khánh. Trời, tao nói mới có đội cái tóc giả rồi mặc cao đầm vô, mấy giờ anh muốn nín thở nãy giờ rồi nè. Thôi trời ơi, cái này tao nói lâu lâu là một lần thôi chứ em nghĩ sao. Ồ, mà công nhận nha, phụ nữ hay thiệt á, Đình Toàn chỉ giả một chút xíu thôi nè, mồ hôi mồ kê tóc tai nó tùm lum hết trơn. Trời quá. Quý vị ơi, thật ra Khánh đứng gần anh Đình Toàn thấy những giọt mồ hôi của anh ấy đổ ra rất nhiều, chứng tỏ là cái sự lao động này rất là nghiêm túc và rất là công phu. Đúng quá phải không quý vị? Và bây giờ anh ơi, hôm nay anh rất đẹp trong chương trình ngày hôm nay, cho nên là em ưu tiên cho anh chào trước. Bởi vì sao? Lady first. Ồ nữa hả? Thôi được rồi, ráng hôm nay thì Đình Toàn sẽ ráng cho hết. Và chúng tôi Lê Khánh và Đình Toàn chào mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình Danh Hài Đất Việt. À dạ, xin lỗi. Cái vậy? Có điện thoại. Xin lỗi. Ai gọi vậy? Dì em gọi mới chết chứ, không nghe không được. À. Alo, dì hả? Dì Tám hả? Dạ. Sao con? À rồi, con biết rồi. Gấp lắm hả? Con biết rồi, nhưng mà hôm nay con bận rồi không có về được, mới chết đi chứ. Dạ rồi, gấp lắm phải không? Ngày mai con tính cho, ngày mai con làm cho ha. Vậy ha. Rồi. Cứu người phải không? Rồi, ngày mai làm, ngày mai cứu kịp. Rồi. Ừ, cái gì vậy Khánh? Trời ơi, chuyện gấp cứu người mà phải để tới ngày mai hả? Em phải đi liền ngay bây giờ. Trời ơi, dì Tám của em là cái người rất là tốt bụng, ai có bệnh hoạn gì là dì đều giúp hết. Ờ, mà dì gọi cho em á là lúc nào cũng cấp bách hết trơn á. Nhưng mà thật ra cái chuyện này á là ở trên Biên Hòa có một ông thầy thuốc rất là giỏi. Dì của em muốn em chở dì lên Biên Hòa để mà xin thuốc. Mà cấp bách đến mức độ vậy á, ngày mai đi cũng đâu có sao đâu. Coi như là dì làm cho nó gấp gáp vậy phải không? Dạ. Nhưng mà nè, thật ra dì Tám của em á từ bi như vậy là tốt á. Nhưng mà chỉ có điều á, giúp người thì giúp nhưng cẩn thận, coi chừng bị người ta lợi dụng lòng tốt của mình, hiểu không? Dạ em cũng biết như vậy, em cũng nói với dì. Nhưng mà dì đó thôi, cứu một mạng người còn hơn xây 10 kiển chùa. Rồi á, giúp đỡ nhưng mà nhiều khi cũng rắc rối lắm anh ơi. Giống sao như mà? Là cái cô bé hàng xóm kế bên em nè, bị bệnh dời leo. Mà mẹ cô bé cử không có cho nói là từ dời leo, tại vì sợ càng nói là cái bệnh nó càng phát triển hơn nữa, khó trị. Vậy không nói dời leo, nói gì? Thì nói bệnh đó, nó bệnh đó. Bệnh đó là bệnh gì? Là bệnh đó đó. Là bệnh đó đó là bệnh gì? Là bệnh dời leo. Trời ơi, thì cũng nói rồi. Thì bởi vậy anh ép em quá, em phải nói luôn rồi đó. Cuối cùng sao? Cuối cùng là bây giờ bao nhiêu người ra tiệm thuốc tây cũng không thể nào mà mua được, bởi vì không có nói bệnh đó thì làm sao bác sĩ mà biết mà bệnh gì mà đưa thuốc uống. Bởi vậy mới làm khổ em nè. Cái em mới xung phong, em nói là thôi bây giờ để con đi xin thuốc về để cho cô bé uống cho. Vậy là em có cách mới đúng không? Em ra em gặp bác sĩ, em nói sao để em mua thuốc đó? Thì em nói là bán thuốc dời leo. Thì đó, bác sĩ phải nói, phải tính nó từ dời leo thì bác sĩ mới biết bệnh gì. Thì đó, xong rồi mua về, mày biết gì không? Gì? Cái thuốc đó đó không là... phải là thuốc thiệt, mà là bột mì, bột năng gì pha vô. Lừa đảo mới ghê chứ. Anh Tài có biết vụ này họ sẽ pha kháng sinh với lại các loại bột mì, bột năng để đã tạo thành một loại thuốc bột đúng không? Ôi con bé mém bị nhiễm trùng đó anh. Nếu vậy thì em phải kể ngay cho dì Tám của em nghe một cái câu chuyện này. Bảo đảm nghe xong dì Tám sẽ rút kinh nghiệm liền. Câu chuyện gì vậy anh? Ai dựa, dựa ai? Nhà mình xuyên tới nước và hoa nó đẹp, nó nở đều vậy đó. Nhìn y bông giải vậy đó. Cái gì vậy? Cứu con với. Mày bị cái gì? Con chịu hết rồi. Sao vậy? Cho con qua nhà chú con ở, con không ở với vợ con nữa đó. Ủa sao thì không rồi đồ nhà, qua nhà chú ở? Con chịu không nổi đó. Chuyện gì? Nó hành hạ con quá. Nó hành hạ mày sao? Nó hành hạ con từ trên xuống dưới luôn, con chịu không nổi. Nó hành hạ con. Dạ. Hay là mày làm cái gì nó mới hành hạ mày chứ? Con không có đáp ứng được, bực bội lắm rồi. Hiểu rồi,
Bởi vậy tao nói mày trẻ mà cứ ăn chơi, không có chịu lo làm việc tập thể dục như tao rồi, thấy không? Khỏe mạnh, thấy không? Trời ơi, chú có cách nào chú giúp con chú hỏi chú đứng chú nói hoài, cô nói là con không có đáp ứng được, con chịu hết nổi rồi. Có cách. Chú có cái bình rượu cá ngựa đó đưa cho mày về uống để đáp ứng. Bây giờ cá ngựa mà với lại nhân sâm đưa con cũng không có nổi nữa. Ủa gì kỳ vậy? Con đuối lắm con. Mày đuối hả? Không mấy giờ mình đi coi bác sĩ coi bị gì vậy? Bị gì? Đuối quá mày không có khả năng hả? Trời ơi, khả năng gì uống, ngày nào cũng uống chịu gì nổi. Ngày nào cũng tung tin đâu lời ba cái ông thầy bùa thầy phép gì, lúc nào cũng pha bùa pha phép pha ngải gì cho con uống. Uống từ ngày này qua ngày khác. Con không uống hả? Tối con đang ngủ bóp miệng đổ bùa vô miệng con. Cái gì? Nó cho mày uống bùa à? Dạ. Uống nước bóp hồng bắt uống. Dạ. Mà cái thuốc của ai vậy? Của cái thằng tên gì? Thằng Chí Phổi. Ông Chí Phổi gì đó ở xóm trên nè. À phải, mày nói cái thằng Chí Phổi mà ở xóm La Cà không? Đúng rồi đó. Trời, cái thằng đó tao biết mà, nó tên là Chí. Mà nó không lo làm ăn cho nó tối ngày nhậu nhẹt chữ thề, cho nên là người ta mới đặt nó là Chí Phổi, coi như là con cháu Chí Phèo đó chứ gì. Trời ơi, không phải. Hồi đó là nó là Chí Phổi, nó ăn nhậu vậy là đúng rồi. Rồi sau này á, tự nhiên là bữa nhậu xỉn, cái đi ngang quan xong chợt chân lọt dưới xong rồi bà con vớt lên, thì ổng nói là ông bà ông giải gì nhà dựa ổng đó, dựa ổng xong rồi giờ ổng trị được bá bệnh luôn. Vợ con tự nhiên đâu tin lời ổng, nghe đi trị bệnh cho con. Trời đất mà ơi. Chú biết không, con nó đi khám rồi, hôm bữa là con đi khám, hai vợ chồng lấy nhau lâu rồi không có con, rồi đi khám bác sĩ nói là hai đứa con là bình thường. Ừ. Rồi qua bên ổng khám, ổng nói là tại vì con bị đẹp trai. Đau thiệt. Tự nhiên qua đó khám ổng bệnh gì đó, bị đẹp trai. Mày đứng yên lên, mày đứng yên nha. Dạ. Tao xịt cho mày tỉnh lại đó. Sao mày tự tin vậy? Con đâu có tự tin. Mày đẹp trai hả? Không phải, lúc đầu con tự ti lắm, tự nhiên từ lúc qua khám ổng ra cái con tự tin luôn à. Ổng nói là tại vì con đẹp trai quá, mà cái chuyện đẹp trai con đâu có muốn. Cha sanh mẹ đẻ ra rồi tự nhiên nó đẹp vậy thôi, chứ sao mình muốn được. Thôi dẹp cái vụ đẹp trai rồi đi. Tại sao cái vụ đẹp trai mà là dính dáng tới cái vụ mà vợ bắt mày uống ba cái thứ mà... Đó, mình nói thường thường là đẹp là phải có người theo đó, mà con đẹp mà người sống không theo, mà nói người chết theo con đó. Có cái dòng nữ nào theo con rồi ghen, không có cho vợ con có bầu. Bây giờ đó vợ con là thấy vậy là lấy bùa lấy phép về nhét vô miệng con cho con uống. Trời đất ơi, hèn. Đêm nào nó cũng chích. Cái gì? Nó chích chịu không nổi. Nó chích con đang ngủ ở đè, nó chích 7 cái. Trời ơi, chích bảy hết luôn. Bảy hết luôn hả? Bảy nhầy luôn. Trời đất ơi, hèn gì nhìn mày thảm quá, khác hồi xưa nhiều. Tay á, bả tay. Đi đây cho em coi. Đứng ở đây mà chừng tao tìm muốn chết luôn à. Mở cửa cho con vô. Đi đi. Mở cửa ra cho con vô. Trời ơi. Bầu. Con bình tĩnh đi con. Tôi không chích. Con làm cái gì vậy? Con lấy nhang con làm cái gì vậy? Thì chính biểu con là phải chích vô cho ổng. Trời ơi. Mày chích chai cho người đó hả? Không phải, thì chính biểu con là một ngày là phải chích 3 lần, một lần nữa là 7 cái dấu như vậy nè. Đợi tao đủ 49 ngày nó mới chụp cái dông ra. Đi. Thôi tôi không chích đâu. Chích ra. Sao rồi? Mới rồi mà. Sao rồi? Trời đất ơi. Có sao không? Trời ơi. Tao đến 1, 2, 3 rồi nghe không? Bởi tao nói cả em thầy chính hả là bị như vậy đó. 2, 3. Trời ơi. Đi đưa cái lưng ra đi. Thôi trời ơi, cái nỗi đau này không bằng cái nỗi đau này đâu. Trời, cái gì chích tùm lum vậy? Con bình tĩnh đi Bầu nha, con bình tĩnh đi. Trời đất ơi, ám ảnh luôn á. Đêm nào cũng đè chích hết à. Sao vậy? Bà nói là chích cho đi, tôi tục dông ra rồi mới có con được. Rồi chỗ nào mà có con là bà chích từ lưa chỗ lưng con nè. Trời ơi, cái ghê quá vậy. Mày chưa hết đâu, còn đây nữa nè. Mày, mày sao có gì mày? Cái bụng nè. Bụng quá trời luôn. Cái ghê quá. Thôi được rồi. Con à, con chích từ cái dông tục, cái dông gì của trong người nó ra, dông gì? Thì chính nói vậy, con đâu có biết cái dông gì. Trời ơi, tại sao bây giờ thời buổi này mà con đi mê tín, con nghe là cái ông thầy chính gì chi vậy? Tại chú không biết á, ở xóm dưới kia kìa, ông năm nếp á bị ung thư ha. Rồi cái bà mì mứt gì đó, bà bị một nhọt, tới ông là chữa hết luôn á. Ủa, không nghe. Đi ông xã đi, chợ trễ rồi. Ê, khoan.
Chú là chồng của con mà đâu phải chồng của chú đâu. Biết rồi, nhưng mà chú có nhiệm vụ là chú phải ngăn cản những cái chuyện mà nó không có hợp lý, hiểu chưa? Bà nghe ai nói? Bà nghe ai nói là ông Mười với bà Năm gì chị hết bệnh? À đúng rồi, chú ở đây mấy chục năm rồi chú chưa bao giờ chú nghe ông Năm nết với bà Mười múp. Thì con cũng đâu có biết, con nghe người ta đồn thôi. Trời ơi, mày đánh quá. Nó nghe người ta đồn mà nó chích tụi bấy người luôn à. Ông xã không có được giữ nghe, ngoài đường nghe, không có được đánh vợ nghe. Tôi đánh đâu, tôi xịt cho nhan tắc coi cái bộ đánh rồi nào. Thôi đâu có nói nhiều nữa, tới giờ chết rồi. Trời ơi, cứu con. Ê, ở đây rồi. Chú bỏ đi. Được rồi, đứng lại. Để tao xin vụ này cho. สำส้มไพรทุ่มสำไพรทุ่มทาสำไพรสำทาทุ่มทำไพรทุ่มทุ่มทุ่มบะทุยทำdạ chào thầy chó. Ê, dạ chó thánh sĩ là cái gì? Là chí thánh sống. Ủa mày nói lái kiểu gì? Dạ kiểu của tôi. Nó nghe nè. Dạ ngồi gần đi, ngồi gần đi, ngồi gần đi, ngồi gần đi, ngồi gần đi. Dạ rồi mở miệng ra. Dạ, chết vô vô duyên. Thầy bà đã kêu tên cho đăng quang chí thanh sông. Dạ yeah. Dạ chào chí thanh sông. À dạ đây là cháu của tôi. À em ra lấy cái lư hương giùm thầy, nhanh lên, quan trọng lắm, nhanh lên. Nhớ không phải thì còn đi dưới đây nè. Ngồi xuống, ngồi xuống, nhanh lên, nhanh. Đang ngồi lên đâu đây nè, ngồi lên đâu tôi nè. Ông xã, ngồi tôi đang mà. Ông xã, ngồi đây nè. Rồi, để đi xuống nào. Để cắm nhang thôi chứ gì hết. Rồi, cảm ơn, đi về đi. Trời đất ơi, ông này cũng rảnh quá ha. Kể đây con. À, nữ. Dạ. Who are they? Ông nói gì vậy con? Dạ, là ông này là chú con. Chú? Dạ. Đây là? À, ông xã con. Chồng. Dạ. Chú chồng. Dạ. Chồng chủ. Ok. Anh cho tôi biết anh là ai. À dạ. Thưa, đây là cháu của tôi. Ừ. Nó lúc trước nó rất là khỏe mạnh. Ừ. Nó làm giám đốc một cái công ty công rất là lớn. Tự nhiên sau này tự nhiên nó đâm mê sản. Nó không còn nói năng bình thường nữa. Ra bữa nay tôi dẫn tới đây nhờ thầy chữa giùm nó giùm. Là nhìn vào mặt của Nam này đây. Thầy thấy vong à, dữ mà bứ, theo nó theo mà nó ngồi lên đầu hỏi luôn. Trời đất ơi, cái giống mà chơi mất dạy vậy. Cái đầu thờ cha thờ mẹ mà ngồi lên đầu tụt tóc. Không phải đâu, cái dòng của lúc trước khi chết nó là thợ cắt tóc. Nó buồn buồn, nó lấy tông đưa nó đẩy cái hôi luôn. Trời ơi, người ta thợ cắt tóc ta chết rồi đốt theo cái tông đơn chi. Nên tôi biết được luôn cái dòng đó ở bên mi. Dạ. Ở bên mi. Dạ mi nào ạ? À, bên nhỏ này hiểu nè. Dạ. Dạ dạ dạ. America. America. Dạ dạ. Là Mỹ luôn đó, mày khỏi dịch. Dạ. America. Tại sao biết cái dòng ở bên Mỹ biết không? Dạ sao vậy thầy? Tại sao? Cái dòng mập đúng không? Dòng bự đúng không?
thì phải ở bên Mỹ. Là bởi vì ở bên đó mới có bơ, sữa ăn là mập và hay quá. Hay quá trời. Hay quá. Dạ. Đến đây gặp thầy là đúng rồi. Dạ. Thầy sẽ trị. Ngày xưa người ta bị cục ghẻ, gặp thầy hết ghẻ. Wow. Thầy chưa nói. Người ta bị một cốc. Dạ. Gặp thầy hết một cốc. Wow. Đúng luôn. Bị ung thư ạ, ung thư ạ, ung thư. Gặp thầy à? Dạ sao? Chết luôn. Cái gì kỳ vậy? Thầy nói lộn rồi. Không có sống chứ không chết. Nó chết là vì nó gặp thầy trễ quá. Chứ gặp thầy sớm là hết luôn rồi. Hay quá. Hết cứu luôn à. Ung à, cái ung. Phải gặp sớm thì thầy trị. Thầy đẩy cái cục ung ra. Nó giống như cái cục mũ á, cái cục bua. Ú gà. Hết luôn. Hết rồi. Hai mặt hết, hết luôn. Em nói đúng mà, ông nói đúng mà. Thầy thầy nghe, nghe nghe cháu đây nói là thầy là có người ở ở trên giữa phải không thầy? Thầy là tu ở trên. Ồ. Ở trên núi à. Ngày xưa mưa xuống á, núi ngập. Dạ. Mưa nhiều quá. Cái trời đất tích tụ vào thầy. Cái đầu thầy không bình thường. Yeah. Thầy không phải là con người. Thầy là cái con gì. Thầy không biết cái con gì. Vậy hồi nãy con chừng con chó là đúng rồi đó. Anh đừng nói tầm bậy. Sao? Đừng nói bậy thì thầy đừng có giận. Cái dòng nó ngoài cắt tóc ra, nó còn dữ à, nói bậy à, nó giật cho chết à. Ủa sao con nói là sao mày nói là thầy này ở dưới té xuống sông mà. Ai biết chợ con nói kìa. Té sông đó, vợ ông nói té núi. Té núi. Ủa sao vợ ông nói té sông? Sông núi gì nó cũng nằm ở cái phần cảnh, phong cảnh hết. Bỏ qua đi. Thôi bỏ qua chỗ đó đi. Bỏ qua đi. Dạ thầy có thể chữa giùm cháu tôi được không thầy? Rồi qua đây thầy bắt mạch nè. Ông xã ngồi đi ông xã. Ngồi nhẹ thôi. Cái chuông của ai đó? Cà đem kim chuối nó giờ nó bỏ quên thôi. Giận chưa? Biết rồi. Quỳ làm gì? Ngồi xuống ngồi con xuống. Thầy chưa ngồi mà. Tôi thấy ổng quỳ tôi quỳ luôn chứ. Để bắt mạch nè. Chuẩn bị. Mày đưa tay ra làm gì? Bắt mạch. Mạch đâu trong tay? Ủa chứ đâu để, thầy? Lỗ tai. Lạ quá ha. Thì thầy chữa khác người ta. Dạ. Chết. Chết. Cái gì thầy? Chết rồi. Ủa sao 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 thầy? Sao thầy? Sao chết mày rồi. Sao sao vậy? Sao chết vậy? Cực rái không. Cái gì vậy? Ở giờ qua cực rái không. Ơi làm hết hồn rồi nãy giờ. Sao mày ở giờ vậy? Tao nói đi tấn kỳ lỗ tai không chịu. Nó bóc vô rồi, dơ tay từ lần. Khoan bây giờ khám bệnh hay là bây giờ mình làm vệ sinh thân thể? Thầy có thể nói gì căn bệnh của nó là sao không thầy? Bệnh dạ, trước tiên nè, thầy nói là đúng bệnh rồi nè. Bị da liễu đúng không? Dạ không phải, nó nói năng không có da liễu. Dạ, sao thầy biết vậy? Thế nào trong người cũng có một cái bệnh gì về da liễu. Mày có bị gì không? Có không? Nói thiệt đi. Có. Thì chưa, thầy biết ngay mà. Có nào? Ở chỗ nào? Ngứa đây. Ngứa là tại em trắng dương nha. Đúng chưa? Ngứa đúng chưa? Đúng rồi. Là da liễu đó. Ngứa là da liễu. Dạ da liễu đó. Sao mà chích cái gì vô người tôi để tôi bị da liễu vậy? Anh chích ngang thôi. Trời ơi chích ngang. Bây giờ đúng rồi. Người này nặng lắm rồi. Mày thầy, có cách nào chị không thầy? Có. Thầy có một trợ lý. Trợ lý? Người trợ lý này rất là giỏi. Dạ. Nó có một cặp môi vàng. Cái môi của nó hung vô chỗ nào hết bệnh chỗ đó. Wow. Hay vậy hả thầy? Bây giờ để thầy kêu nó ra. Dạ. Thấy không con nói mà thầy giỏi lắm luôn. Ung đô bà thầy. Ram tu di bà la cho bà lý quang. Có bà ra tu 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 bà Ủa?
Hay gì với thầy? Nó hát bài mừng tuổi mẹ. Mừng tuổi mẹ hả? Sao nghe thấy ghê vậy? Có hiểu lắm. Ngày xưa mẹ nó qua đời, nó buồn, cắt tóc nên để vầng trán cao như vậy luôn để nhớ mẹ. Nhìn thật là thông minh. Một đứa con gái thiệt là thông minh. Trán cao, đẹp, mặt như lương bích hữu. Cái gì? Mặt này như lương bích hữu? Mày không nhìn ra sao? Mặt nhỏ này giống như là lương mà bị thiếu ngủ. Trời ơi, em nói im đi mà. Cái bán bộ thần thanh là mày chết là còn con bờ này. Nói cho họ nghe, còn có khả năng gì đi? Số quá trời trời trời, Hiền Dung. Cái gì? Tao nghe cũng chưa rõ luôn. Nói lại mày. Trời ơi, Hiền Dung. Là cái gì vậy? Nó muốn hát một bài của Phi Nhung. Cái gì? Chữ bệnh nó sẽ hát gì vậy? Đây là cái văn, phần văn nghệ Gia Lao đi, để cho mọi người tâm trí thoải mái đi. Dạ, thoải mái đi. Dạ. Hát một bài của Phi Nhung đi. Bài 50 về tụi em đi lấy chồng. Dạ. Hát đi cái tâm trạng để cho vợ chồng người ta nhớ lại cái thời người ta yêu nhau. Dạ. Dạ. Ông ơi, trời ơi, mày chửi tao hả mày? Cái gì vậy? Sao mày nhai cái gì trong miệng mày chưa qua? Con kia hát mà sao vợ tôi nắm tôi chặt quá, làm như vợ tôi giận cái gì á? Không có, em nói anh ngồi im đi, trời em sợ anh đánh nó. Con nhỏ này sao nó hát như Phi Nhung nhưng mà mày làm gì? Con đâu có biết đâu. Hát giống không? Nghe giống không? Không. Giống Phi Nhung thôi chứ. Con không có biết. Trong này hát gì giống như Quỳnh. Rồi được rồi. Giới thiệu cho mọi người biết con là ai đi. Không, mày nói luôn đi. Mở tôi mỗi lần mày nói tôi nhức đầu quá. Nó nhỏ này hồi xưa là thầy nuôi về. À. Nó có một khả năng đặc biệt. Dạ. Yeah. Là bởi vì trên núi á, nó đi lên núi, nó leo lên núi. Dạ. Yeah. Nó leo. Ui, thấy dây leo. 50 dây leo. Sao? Đứt cái dây leo. Tê luôn. Nó lăn từ đỉnh núi xuống. Bây giờ nên nó có khả năng đặc biệt. À. Một khả năng không phải ai cũng có. Rất đặc biệt. Sao thầy? Đó là khùng. Trời ơi. Cuối cùng là bà này là bà điên đó hả? Nó khùng. Nhưng vì nó khùng nên nó ra một cái khả năng đặc biệt. Là đôi môi đặc biệt của nó. Nhìn đi. Đó là đôi môi chữa bệnh đó. Wow. Giới thiệu cho mọi người biết con là ai đi, mọi người sợ con đi. Dạ. Sợ cái này bên tay. Cái gì vậy thầy? Cái gì vậy? Tao đố ai hiểu đó. Ai hiểu dịch được, tao tặng một cục vàng. Nó nói là tại vì tại hung nó hoài. Trời ơi, dịch từ lúa hả? Bà cũng hay quá, chắc bà cũng té núi chung với bà này hả? Đâu đâu, nó cổ, nó lại lần nữa. Cô tên gì? Khó. Biết rồi. Gì? Tên Thị Nợ. Chúc một mặt, đúng không? Trời ơi, ông nói vậy đúng hả? Ôi sao tự nhiên nó nghe được con nhỏ này nói cái gì hay vậy? Sao không biết được hay vậy? Tại vì nhìn cái miệng gọi đó. Nợ. Không chừng hồi xưa ở chung núi á. Cô nghe từ tiếng này rồi. Very good, very good. Có khi nào là hai người là hai người anh em cùng môi khác mẹ không? Ờ. Nói giỡn nha. Anh nói anh đừng có nói. Thôi, chữa bệnh đi. Bây giờ tập trung vô chữa bệnh đi nè. Khả năng của em á rất là giỏi. Hung như chỗ nào là hết bệnh chỗ đó. Hả? Hồi xưa có người khách có ghẻ ngay tay. Hung như cục ghẻ. Hết cục ghẻ luôn. Mất luôn. Một mình ông thôi đó. Hỏi nó đi. Chỉ cho. Có đúng không vậy cô? Dạ đúng. Khi mà vô chuyên môn em phải nói tiếng người để người ta hiểu. À, biết nói tiếng người, biết chứ. Đây, nãy giờ địa ông anh nãy giờ rồi. À sao? Ông anh tướng tá rất là phớp pháp. Và tuy ông anh khỏe mạnh như vậy nhưng thật ra ông anh bệnh rất nặng. Để bệnh gì? Một cái bệnh này không ai biết được. Phải có người chuyên môn, tài giỏi như tôi mới biết được bệnh của ông anh. Dạ, bệnh của ông anh đó là bị bệnh phù thủng đúng không? Nhìn cái tướng mập mạp như vậy là biết phù thủng rồi. Ây à. Yên tâm đi,
vô cái môi của tôi hung chỗ nào là hết bình chỗ đó. Bây giờ bị phụ thủng, tôi hung một cái là hết phụ thủng liền. Hung chỗ nào, đưa lại cho nó hung đi. Ê, cá bà xa. Dạ. Mày bớt đi, mày là cá bà xa cho bà cá chủ kiến, ok. Dạ, tôi đã hung xong rồi. 3 ngày sau ông anh sẽ hết phụ thủng. Yên tâm đi, chúc mừng ông anh đã hết bệnh rồi. Dạ, 3 ngày sau ông sẽ xẹp lại body đẹp như tôi luôn. Wow. Chú ơi, chú còn cái một người không hung đi. Hả? Cái một người đó là nó di căn rồi, không hung được đâu. Ê, ai? Qua đây tới bàn này. Anh này bệnh nặng nè. Tôi bệnh cũng nặng lắm á, cô ơi chị giùm tôi đi. Yên tâm đi, cái môi tôi đụng ở đâu là hết bệnh chỗ đó. Ông anh bị bệnh gì tôi sẽ hung chỗ đó thì sẽ hết bệnh liền. Tôi bị vô sinh. Vô sinh? Thầy thấy là hình như mày không phải bị vô sinh mà mày bị vô duyên. Bây giờ chuẩn bị theo thầy làm lễ vô sinh chỉ có thầy mới trị được thôi. Cái đó là ca nặng rồi. Thầy đừng nói thầy hung nha. Mày điên à? Hung mày té không của nội tao à? Bây giờ ngồi xuống đi, thầy làm phép nhanh lên. Ngồi ở đâu chỉ đàng hoàng đi. Ngồi đây. Khối không à? Trời ơi, ụp mặt vô cái lon khói đi. Cái gì? Đúng rồi, xong hơi đi. Hey, nó kia đứng làm gì lấy cái kiếm của thầy đi. Nó đứng làm gì lấy cái chuông của thầy đi. À, rồi con nhỏ cái đường ngồi là không làm gì đặt cọc tiền rồi đi. Dạ 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 dạ. Trời ơi, quá nặng quá. Ủa thầy, sao nghe nó thầy chữa bệnh không lấy tiền mà? Đâu có lấy tiền. Đây là không lấy tiền, tiền sâu này là tiền sâu để cho ở bề trên, để chứng giam. Tiền lấy. Bỏ nè. Bỏ đây nè. Bỏ nè. Bỏ đây. Bỏ gì đó nè. Ok. Hey. Phái võ đàn này nó chuyên từ ma diệt quỷ, ngươi là yêu quái vương nào? Thầy ơi, chồng con bị nhập rồi, thầy ơi, chồng con bị nhập rồi. Cái chồng bị nhập vô rồi. Tao chưa làm phép nãy giờ tao mới múa cho con không khí thôi mà, tao đâu có làm gì đâu. Đâu có làm gì đâu, phái võ đàn. Không khí tao không cần biết, tao chỉ biết là có người triệu tao xuống đây để trục con quỷ đây. Ta phải chết rồi thầy ơi, thầy ơi. Thầy ơi, đừng có đánh, đừng có đánh. Đừng có đánh mày! Mày điên hả? Hả? Mày kêu nó được ăn đâu? Đừng có đánh mày! Đừng! Cái gì vậy? Đừng! Ông phá võ đàn ơi! Nè! Tụi mày quýnh thầy! Tao mét công an phường à! Nha! Ngồi xuống đi! Tôi đi kiếm chuyện thầy phải không? Ngồi xuống đi, trời ơi! Đưa kiếm đi! Con người mà kêu tôi mặt vô đây! Hít khói này kiểu gì nói! Bây giờ mày muốn gì? Muốn gì? Ông là cái ông này xạo, ông này tàu lao. Ông kêu công an xuống đây, kêu xuống đây. Đi ra, làm gì, làm gì? Hôn cho bớt giận không? Cái gì vậy? À, cái gì nữa? Khóa đi. Ra là, tụi bay xạo xạo, tụi bay không có ai nhập hết. Tụi bay vô đây, phải không? Tụi bay vô đây kiếm chuyện với thầy phải không? Ông lợi dụng người ta mê tín dị đoan. Ông làm bộ ông trị bệnh, ông lấy tiền. Tao lấy tiền mày hồi nào? Ê, bằng chứng đâu? Tao lấy tiền mày hồi nào? Bằng chứng hả? Bằng chứng có đầy đủ ở đây. Đúng rồi, làm gì có bằng chứng chứ. Xin lỗi à, xin lỗi, hồi nãy đưa cho em, tôi có đây rồi, này làm gì có bằng chứng. Xin lỗi à. Trời ơi, đây gì rõ ràng giống rồi nè. Trời ơi. Thôi đi, mấy lần trước tôi gửi cho thầy đó, tôi có chuyển khoản đàng hoàng, tôi còn cái gì, còn cái gì. Ủa mày, mày hại thầy, mày gửi gì mà không được. Ờ, đúng rồi, bằng chứng đâu. Tôi còn bằng chứng mà. Bằng chứng gì, tên của ai? Nè, cái con nhỏ nhìn hao hao giống Phi Nhung kia. Nói phi lý đó, phi lý đó. Phi lý, mày là Phi Lý Hùng, Phi Lý Nhã Kỳ. Nói cho mày nghe, mày cứ gửi
cái gì cũng được, mà mày hại thầy ai biết được. Đúng rồi, không có con gửi đàng hoàng, con gửi 10 lần như vậy một lần là 2 triệu. Ai làm cha làm mẹ của bà, mà bây giờ chết ai làm cha làm mẹ của bà xin con. Thấy chưa, bà thấy chưa, bây giờ bà sáng mắt ra chưa, chừng bây giờ người ta trở mặt với bà rồi kìa. Bà đủ cha. Trả đôi dép đây coi. Trả đôi dép đây. Tao lấy đùi mày làm gì tao. Đủ cha, cha thầy thì tham dễ sợ, có đôi dép nào cũng chơi nữa. Đưa đôi dép đây. Ông lấy dép tụi lấy dép ông. Bây giờ nè, có bằng chứng thì nói chuyện với nhau tiếp. Lấy bằng chứng. Bằng chứng tao kêu công an công đầu hai tụi bay. Đúng rồi. Xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Đúng rồi. Được. Anh hiếp thầy vợ tôi hả? Nếu mà hai người có bằng chứng, tôi sẽ có đầy đủ tất cả những hành động, những lời nói của hai người nãy, tôi đều thu vô máy camera. Vậy camera đâu? Camera đâu? Đây. Đâu? Nằm trong cái viết này. Cái gì? Cái viết là camera. Cái viết này camera. Làm gì phim Mỹ vậy? Đó là tôi mua ở nước ngoài của 007 bán cho tôi đó. Này camera. Camera. Kỹ đi. Mày tưởng mày khôn hơn thầy hả? Trời ơi. Mày tưởng mày thông minh hơn thầy hả? Xối trẻ cái này mày. Trời ơi, con cỡ nào. Sợ quá. Nó mất bằng chứng rồi. Bây giờ sao vậy con? Mất bằng chứng rồi. Mày cười đi. Cái đó chỉ là cái camera thôi. Còn tất cả dữ liệu á, nó nằm trong cái thẻ nhớ, nằm trong này nè con. Tụi quân. Trong cái dây đinh là cái dữ liệu hả? Xin được cảm ơn những nghệ sĩ đã đem đến chúng tôi một tiết mục rất là thú vị và những tiếng cười rất là sảng khoái. Anh Đình Toàn ơi, em nghe đồn ghê lắm anh Toàn ơi. Tin đồn gì mà ghê vậy? Ghê lắm anh ơi. Anh biết chị nghệ sĩ Quỳnh Hương không? Ca sĩ Quỳnh Hương? Dạ không phải, chị nghệ sĩ Quỳnh Hương hát cải lương. À biết. Ừ. Biết chị phải không? Trời ơi, em cũng biết chị rồi, em nghe tin á là chị mới đi trùng tu nhan sắc rồi đó. Lê Khánh, thật ra anh thấy vậy nè, cái việc mà nghệ sĩ hay là tất cả những người phụ nữ hoặc thậm chí đàn ông cũng vậy, nếu như họ không hài lòng cái nhan sắc của mình thì mình đi trùng tu hay mình đi thẩm mỹ, đi tút tát lại một chút thì cũng đâu có vấn đề gì đâu. À, anh thấy là bình thường đúng không? Đúng rồi. Em thấy cũng rất là bình thường, miễn là chúng ta biết cái giới hạn của cái việc làm đẹp để chúng ta luôn có được một nhan sắc thật là quyến rũ và đẹp nhất, đúng không anh? Đừng có đi sửa tới cũng 2-3 cái mũi trên mặt là được rồi. Ôi trời ơi, mà 2-3 cái mũi thì ghê quá anh ơi. Anh ơi, chưa hết đâu, cái tin này còn ghê hơn nữa nè. Ghê hơn nữa tin gì? Dạ, anh Trung Dân mình á. Anh biết. Dạ. À, vậy là anh Trung Dân cũng đi trùng tu nhan sắc luôn hả? Không, cái mà chị Quỳnh Hương thì anh đồng ý, nhưng mà còn anh Trung Dân thì phải cẩn thận, biết sao không? Sao vậy? Anh đi tới trùng tu nhan sắc là làm khó cho bác sĩ đó. Bác sĩ dòm không biết sửa cái nào đây à. Đúng rồi, không có bác sĩ nào mà dám nhận sửa cho anh hết trơn á. Cái này là đồn khác. Đồn cái gì? Anh Trung Dân cho chị Quỳnh Hương 5 tỷ để đi sửa nhan sắc đó. Anh Trung Dân cho chị Quỳnh Hương 5 tỷ dạ. để đi sửa nhan sắc hả? Dạ. Trời ơi, tin này chấn động nè. Chờ. Làm anh, gì anh làm gì vậy? Anh gọi điện hỏi cái anh Trung Dân, không phải anh biết số anh thôi. Ôi đừng, trời ơi đừng có hỏi như vậy, người ta tổn thương đó. Bây giờ mình sẽ tự tìm hiểu bằng cách là mình sẽ xem một cái nhạc cảnh này để biết thực hư như thế nào. Chà, có một cái nhạc cảnh mà coi như mình vạch mặt được vậy đó hả? Dạ. Nhạc cảnh tên gì? Xin mời quý vị cùng đến với nhạc cảnh Hai Lúa Mê Chân Dài với sự tham gia của các nghệ sĩ Trung Dân, Quỳnh Hương, Mỹ Hạnh và Thái Quốc Nguyên. Khoan đã quý vị. Cái gì nữa anh? Trước khi đến với nhà cảnh thì Đình Toàn vẫn thắc mắc không biết trong nhà cảnh này ai sẽ là chân dài, nhưng riêng Đình Toàn đoán chắc chắn là anh Trung Dân. Xem đi rồi biết thưa quý vị. Má. Thôi nãy này. Để tôi kêu má tôi. Hồi đó ông hứa với má tôi, ông cưới tôi về, ông yêu thương tôi trọn đời, chăm sóc cho tôi trọn đời, giờ sao bây giờ ông đòi ly dị với tôi? Thì không thích nữa thì ly dị. Bà có la làng la xóm đây cũng không ai nghe đâu. Bà nên nhớ khu này là khu tái định cư, chỉ có cái nhà mình là cái nhà cất đầu tiên. Bà mới ngộ á. Sao ngộ? Bà nói tôi là không giữ lời hứa chứ bà là một con người không giữ lời hứa luôn. Tôi làm cái gì với ông mà không giữ lời hứa? Bán đất mấy chục mẫu được bao nhiêu tiền? 15 tỷ. Tôi đưa bà 2 phần là 10 tỷ, tôi lấy có 5 tỷ à. Mà tại sao giờ bà cứ lăn cắn bà lo hoài, bà la làng la xóm hoài à? Bây giờ ông nói cái vụ tiền bạc phải không? Ừ. Bó âm binh, bó mã tà, bà mày coi ăn cha hai lúa cho mê chân dài cho bỏ tôi nè. Bà câm cái miệng bà lại nha ha. Bà nói kiểu đó ha, tôi mất uy tín là biết tay tôi đó. Tôi nói rồi, tôi không có cần tiền.
tôi không cần bán nhà bán đất gì hết. Em cần anh. Gì? Buông tay ra. Em cần anh à. Đừng có đụng tới thân thể tôi. Nhìn bà tôi gớm quá. Trời ơi, bà sửa cái mặt bà giống như cấp bế bị hư hả? Sửa cái nổi tiếng lắm mà bà. Nổi tiếng còn khỉ khô. Nổi tiếng mà với cái mặt bà vậy hả? Trời ơi, tôi nói với bà biết, tôi chán bà lắm rồi. Tôi không thể nào ở chung với bà nữa. Anh Hải. Sao anh nỡ đành quên bao lời tha thiết mong chờ. Sao anh nỡ đành quên chuyện tình đẹp như ước mơ. Sao anh nỡ đành quên áng mây chiều nghiêng nghiêng bóng. Những con đường quen lối đi mà nay nằm yên đó. Sao anh nỡ đành quên kỷ niệm xưa vui ban đầu. Sao anh nỡ đành quên khi tình em đã trót trao. Anh ơi nếu một mai có ai hỏi người bên anh biết nói gì đây hỡi anh mà anh nỡ đành quên. Hai cái thiệt bà chán nghe cái giọng hát của bà lắm rồi. Sao chán? Hồi đó ông nói mỗi lần tôi hát lên là ông say mê đắm đuối mà. Bà Tám mà còn nói tôi hát karaoke hay nhất xã mà. Nè, cái gì của mẹ Tám? Mẹ Tám thúi bà nhiều chuyện bậy bạ đó. Đi sửa sắc đẹp ha, 12 con giáp không giống con nào ha. Tôi nói thiệt với bà nha, giọng ca của bà ngày xưa làm cho tôi lay động con tim. Nhưng mà bây giờ bà sửa cái sắc đẹp thì tôi không thể nào mà tôi ở chung với bà được nữa. Thấy ghê quá. Tình trạng chờ đi, tháng nữa nó xẹp xuống, nó hết sưng nó đẹp à. Tôi không thể nào chờ. Ta chia tay nhau từ đây chấm dứt, không quen nhau cho qua mau cuộc tình. Tình này rồi mờ dần theo tháng năm thời gian. Em ơi, ngày xưa anh đã nói nếu ta chia tay nhau chẳng dân dương, chẳng buồn, lệ sẽ không ướt mi. Anh ơi, lòng em đang chơi với tí thường duyên bấy lâu. Làm sao em quên anh, kỷ niệm xưa hai ta cùng yêu thương đắm đuối bên nhau. Xin một lần nhìn nhau trong phút giây, một lần thôi nói tiếng yêu lần cuối, chớ nên âm thầm lặng quay. Ta chia tay nhau còn chi nữa, giờ cuối chơi liên tiếp dân dương. Quên đi duyên xưa từ ly ta trao nhau lời cuối. Người hỡi em phải quên anh sao, hình bóng thân ai không nhạt nhòa. Làm sao em lãng quên. Đi à. Gì vậy? Biết khỏi nhà tôi liền. Gì vậy? Tôi không muốn lấy cái mặt ông lần nữa. Biết khỏi nhà tôi liền. Đứng lại. Cái gì? Tắc quái, tắc quái, gà mái tới đá gà cồ hả? Rồi sao? Ẩm 10 tỷ tôi lấy có 5 tỷ mà bây giờ bà cà chớn hả? Bà đang nỉ tôi được bà nói cáo lên hả? Bây giờ tôi nói ông bước ra khỏi nhà tôi lấy dách dao tôi chém. Ôi cần tôi. Nghe tôi tuyên bố nè, tôi chia tay bà với hai lý do. Thứ nhất bà già. Thứ nhì bà không phải là nét đẹp thiên nhiên. Tôi cần một người phụ nữ trẻ và có nét đẹp thiên nhiên. Vợ tương lai của tôi là như vậy. Tôi sẽ đi ra khỏi nhà này, không bao giờ quay lại. Dừng đi. Đi nè. Ta đi nè. Anh kỳ ghê. Anh sao anh không cạo râu đi, nhìn già quá. Trời ơi, nghĩ sao vậy? Cái này là râu này là điểm mạnh của anh ta, cạo xong rồi nó yếu rồi sao? Thôi anh là anh yêu của em, sao cũng chịu hết. Dạ, mình ăn trái cây nha. Ăn nho. Em bứt một trái cho anh nè. Ngon không? Em cho anh ăn cái gì cũng ngon hết. Bứt thêm lá cho em ăn à. Ngon quá. Ừ.
lầm nhà rồi. Đứng lại. Làm đâu lầm? Đúng rồi. À! À! Anh! À, khoan. Anh nói cái gì vậy? Vậy là sao? Sao là sao? Là vậy đó. Ý tôi nói vậy là sao? Là như vậy đó, còn sao nữa? Bồ em. Người yêu tôi. Trời đất ơi, trời đất ơi. Trời ơi, tôi không ngờ. Tại sao cô làm như vậy? Trời ơi, tại sao gì nữa? Ông nhìn lại ông đi. Ủa, ỷ có tiền á, đưa cho tôi mua nhà là tôi yêu ông hả? Nằm mơ. Trời ơi, cháu già mà đặt gặm cỏ non. Thôi mày câm miệng lại đây mày. Vậy, vậy. Giữa tao với mày chưa biết ai già. Mày mới già hơn tao đó. Trời ơi, ông nghĩ sao nhìn mặt tôi mà ông kêu tôi già hơn ông hả? Thôi anh, mình không có cãi với ông này. Ông ở nhà, biến khỏi đây ông ngoại. Hả? Nó kêu tôi làm hoài. Em ơi, lòng anh đang chơi với tiếc thương duyên bấy lâu. Làm sao anh quên em, kỷ niệm xưa hai ta cùng yêu thương đắm đuối bên nhau. Xin một lần nhìn nhau trong phút giây, một lần thôi nói tiếng yêu. Lần cuối chớ nên âm thầm lặng quay. Chia tay nhau còn chi nữa, giờ cuối chưa liên tiếp vẫn vương. Quên đi duyên xưa, từ ly ta trao nhau lời cuối. Người hỡi anh phải quên em sao? Hình bóng thân ái không nhạt nhòa. Làm sao anh lãng quên? Không đi luôn đi. Về để làm gì nữa? Tôi sai rồi. Tôi về tôi tính nhìn mặt bà với mấy đứa nhỏ. Tôi nói mấy câu rồi tôi đi. Ông đi xa đi gần gì kệ ông, đâu có liên hệ gì với tôi. Tôi biết thế nào bà cũng sẽ nói như vậy mà. Tôi xin lỗi. Tôi đi. Mất dạy. Mày là cái thằng khốn nạn. Mày vô mày rinh cái dĩa mứt gừng của tao. Cái gì vậy? Hiếu làm rồi, Hiếu làm rồi. Thôi mày. Thôi là mày. Trời ơi. Thôi. Trời ơi. Thôi thôi thôi. Ông còn đừng có hồ đồ. Hồ đồ cái gì? Nó là thằng Hùng, là cháu xa của tôi đó. Cháu xa hả? Bà Bình đó. Nó là tụi ông của ông đó. Thôi con khỉ khô. Nó rinh cái dĩa mứt gừng của tôi. Bây giờ nó tính rinh luôn cái dĩa khô mực này hả? Trời ơi. Tôi hổ dụng với ông không bây giờ. Gì vậy? Đồ thôi hồ đồ. Hồ đồ cái gì? Tôi biết thế nào ông cũng có ngày này à. Bởi vậy tôi mới nhờ cháu Hùng đây nè. Nó nhờ cái mã đẹp trai của nó. Nó tạo ra một màn kịch để ông biết rõ cái mặt của cô gái đó. Dạ đúng rồi, Dượng hiểu lầm con rồi. Ôi gì hay, giờ nhiệm vụ con xong rồi. Giờ cho con xin phép con lên Sài Gòn nha. Không thôi chỉ xe con à. Dạ cảm ơn con nhiều nha. Dạ con đi gì hay. Con đi Dượng. Đứng lại. Gì nữa? Bà xe ra. Dì hai hai. Cứu, cứu con. Cứu cái gì? Con... Cảm ơn. Ở thùng. Dạ. Không có gì Dượng. Con dạ. Chỉ muốn là hả? Cho dì Dượng hạnh phúc với nhau là con vui rồi. Dạ. Nhờ mày mà tao mới biết được như thế nào là lễ độ. Dạ. Yêu mấy đứa con gái nhỏ tuổi hơn mình. Cảm ơn. Dạ. Thôi giờ dì Dượng vậy là con vui rồi. Thôi con xin phép Dượng với xin phép dì con đi nha. Đi mạnh giỏi nha con. Dạ con đi. Dượng con đi. Dạ. Xin lỗi nha. Dạ không có gì. Đó. Ông sáng mắt ông ra chưa? Bây giờ cái nhà này vẫn là nhà của ông. Con cái vẫn là con của ông. Ông vô nhà đi. Cùng tôi đi. Đừng lại. Bà đi đâu? Tôi vô chùa. Tôi tu. Tôi xin lỗi bà. Tôi sai rồi mà. Nhưng không ngờ định mệnh chia rẽ cho nhau. Cuộc đời đôi ta hai lối, em rét mướt giữa trời đơn côi. Còn anh chơi với ngày tháng bơ vơ nơi miền xa vời vời. Chuyện dĩ vãng buồn lùi
giông tố sẽ vượt qua. Trời đẹp và xanh bao la soi khắp lối đường anh về. Chim én mang mùa xuân xóa mờ niềm đau năm cũ. Anh sẽ về bên em ta ấm lại tình cố nhân. Ta nối lại tình xưa sống cho mùa đông muôn thuở. Chim én về xuân sau ta thấy đời còn có nhau. Anh Đình Toàn ơi, em buồn quá anh Đình Toàn ơi. Sao vậy? Chương trình danh hài đất Việt vui muốn chết mà suốt ngày em buồn hoài vậy? Dạ, chương trình thì vui nhưng mà bản thân em thì gặp chuyện buồn. Tại sao? Anh biết không, cái TV 19 inch của em hồi xưa, dạ, khi mà nhà em không có tiền á thì ba mẹ em thấy em tội nghiệp quá, tại vì cả xóm em á chỉ có một cái tivi duy nhất thôi à. Mỗi lần muốn coi chương trình gì là phải chạy ra đầu xóm để coi, mà người ta nhiều khi người ta đóng cửa không cho coi nữa. Cái thế là ba mẹ mới ráng cài để có tiền mua cái tivi 19 inch hồi đó rất là mắc tiền, cả một gia tài luôn đó anh Toàn. Mà bây giờ xài có mấy chục năm mà bây giờ nó đã hư rồi, nó không có bền. Trời ơi, bây giờ mà gia đình em còn giữ được cái tivi 19 inch á. 19 inch. Inch. 19 inch. Đã, đúng rồi, đã, vậy thì nó là mới đẳng giờ, cấp. Là bây giờ là nhà em coi như cũng thuộc dạng là sưu tập đồ cổ rồi đó. Quý trời lắm. Trời ơi, bây giờ là nên cho nó vô viện bảo tàng, đúng rồi. Thôi, em quý lắm. Tại vì hả, nó là cái ký ức của em, là kỷ niệm tuổi thơ của em, làm sao mà em bỏ được chứ. Thật ra anh Toàn hiểu, và thưa quý vị, chúng ta cũng hiểu là có rất nhiều thứ nó trở thành một cái kỷ niệm và luôn luôn chúng ta muốn giữ bên mình. Cái TV 19 inch mà Lê Khánh nói làm Toàn cũng nhớ tới ngày nhỏ, đúng không? Tức là mình thấy cả xóm ai mà có được cái tivi nha, trời ơi lúc đó là mình nghĩ ngưỡng mộ lắm, rất là giàu có. Mình thèm thuồng chờ đến 7 giờ coi những bông hoa nhỏ nè, đó rồi tối thứ năm coi phim nè, tối thứ sáu coi ca nhạc, tối thứ bảy coi cải lương nè, mà đứng ngưỡng mộ từ xa mà thấy người ta giàu mà phát ham luôn vậy đó. Ồ anh ơi, bộ giàu á là có thể quyết định được tất cả mọi chuyện hả anh? Bộ giàu là phải có nhiều tiền hả anh? Có nhiều tiền thì đôi khi làm chúng ta dễ dàng hơn trong một số công việc, nhưng thật ra cái quan trọng là chúng ta cần phải cho mình một cuộc sống vui vẻ, một cuộc sống cảm thấy thoải mái và hạnh phúc, thì đó mới là người giàu. Như vậy giờ sao mới vui được hả anh? À, để cho Lê Khánh cũng như quý vị xem là Đình Toàn nói có đúng hay không, và việc có tiền nhiều có phải là những người giàu hay không. Mời quý vị cùng hỏi anh Trung Dân đi rồi sẽ biết. Danh hài đất Việt xin kính chào toàn thể quý vị và bà con xem chương trình. Kính thưa bà con, chương trình Danh hài đất Việt cũng có 4 đạo diễn dàn dựng, gồm có là anh Quốc Thảo nè, anh Minh Nhí nè, anh Hữu Quốc nè. Người cuối cùng bà con biết ai không? Tôi đó. Tôi dàn dựng nhiều tiểu phẩm trong đó, nhưng mà cái tiểu phẩm mà quý vị sẽ xem dưới một cái câu chuyện hết sức là dân dã, dân gian, cũng có kịch tính. Trang phục thì tôi có tham gia trong đó với vai trò là diễn viên nữa. Trang phục tôi đang mặc là trang phục Ấn Độ do chính tay tôi tự chế biến mà mặc. Thưa quý vị, câu chuyện đó như thế nào và tôi khùng như thế nào với cái vai mà tôi mặc đồ như thế này, đó là một điều bí mật. Hãy theo dõi câu chuyện mới của chương trình Danh hài đất Việt với tôi đây, người giàu nhất làng. Quý vị khám phá ra nhiều điều thú vị. Đón xem Danh hài đất Việt. Trời đất ơi, nó đập chết mày vậy mày. Ủa sủa hoài. Nhà nghèo mà đặt con chống. Tao ai vậy? Ai? Kệ. Trời ơi. Chào ông phú hộ mới tới chơi. Thấy rồi còn hỏi nữa. Thì tôi thấy ông tôi mới hỏi, không thấy ông tôi hỏi cho có đông rơm sao. Bệnh ha? Là bệnh quá ông ơi. Bệnh là sao nhìn mặt mập dữ vậy?
bị thủng mà. Thủng hả? Dạ. Chà, ăn cơm với cái gì đó? À, mấy cái món này là ngon nhất của tôi rồi đó. Vậy à? Dạ. Coi coi. Sao tôi thấy con cá này nó kỳ kỳ vậy ta? Sao kỳ? Để coi. Ông coi đi. Ủa? Sao nó ngộ ngộ vậy? Cá rô cây đó. Cái gì? Cá mà làm bằng cây à? Cây sao ăn? Ông ơi, nghèo khổ như tôi mà làm gì mà có cá ăn. Tôi nhìn rồi tôi tưởng tượng rồi đó, rồi ra chấm nó cái múc rồi cái bát cơm nhiêu già vô nó bụng thôi à. Tôi nghe nó ông bệnh. Dạ. Tôi qua tôi thăm. Cảm ơn. Tại vì dầu gì đi nữa đó, ông cũng là ân nhân cứu mạng tôi hai lần. Dạ. Một lần thì bị rắn cắn. Dạ. Còn một lần nữa là bị chó cắn. Tôi nói thiệt, tôi thương ông lắm. Dạ. Tôi thấy ông bệnh vậy tôi lo. Tôi sợ ông có mệnh hệ gì á thì không biết ai trả nợ cho tôi. Ông phù hộ. Sao? Coi tôi bệnh hoạn vậy đó, nhưng mà tôi không có chết đâu. Tôi sống dài lắm. Mà ông còn nhớ được cái chuyện đó thì tôi cũng rất cảm ơn ông. Nói thiệt với ông nghe, tôi đó nằm chiêm bao là linh nghiệm lắm ông ơi. Ông thấy rõ ràng không? Lần đầu tiên á, tôi nằm chiêm bao, tôi thấy là rắn cắn ông. Thì y hai ngày sau, ông bị rắn cắn. Chính tôi là người tới cứu ông mà. Đúng, đó. Đúng. Rồi lần thứ hai, tôi cũng lại nằm chiêm bao, tôi thấy chó nó cắn ông. Thì y như rằng đúng hai ngày sau, ông cắn con chó. Cái gì? Không, tôi nói lộn, là con chó nó cắn ông. À. Rồi cũng chính tôi là người cứu ông. Hay nhưng mà lần này tôi nằm chiêm bao nữa mà tôi lo ông. Tôi nằm chiêm bao mà tôi không thấy tôi bị chết, mà lại một người khác chết. Ai? Ông nằm mơ thấy ai chết vậy? Tôi nằm chiêm bao tôi thấy cái người mà giàu có nhất cái làng này sẽ chết. Nằm mơ thấy người giàu có nhất cái làng này sẽ chết. Thiệt mà tôi đâu có phải là người giàu nhất làng đâu mà ông nhìn tôi. Ông nói đi. Bao nhiêu ngày nữa rồi nó chết. Ông nói đi. Từ từ nó chết. Ông từ từ, tôi đang bệnh mà. Xin lỗi. Ông để tôi nhớ coi. Tôi nhớ rồi, không quá 3 ngày. Cái gì? 3 ngày nữa? 3 ngày? Thì làm sao mình đủ thì giờ để giết Di Chúc cho con, còn giải quyết những giấy nợ của con nợ thiếu mình? Không được. Không lẽ 3 ngày nữa mình chết thì tất cả tài sản tôi gom góp được bao nhiêu năm nay mất hết hay sao? Không được. Đúng là đồ tham lam, có chết thì cũng có mang của cải theo được hay không? Tôi đã gạt ông rồi mà. Ông ơi. Cái gì vậy? Báo cho ông biết một tin. Tin gì? Ông Tá Điền ông chết rồi. Mới chết hồi nãy nè. Chết rồi à? Dạ. Ông nói là tất cả những tiền bạc mà tao thiếu thiếu ông đó coi như xu. Cái gì? Xu hả? Không trả. Còn ông còn nói nếu mà muốn đòi phải không? Kêu phú ông xuống dưới mà đòi. Im mày. Tôi gỡ không à? Đi ra mãi cô pháp sư tới chưa? Dạ. Tới rồi. Hết hồn. Chào chủ nhân. Dạ. Xin lỗi pháp sư từ đâu tới vậy? Tôi ở một cái vùng xa xôi, tuyết phủ quanh năm và rất nhiều dê núi. Vậy là vùng nào? Hy Mã Lạp Sơn. Ở xa vậy mà vẫn tới đây à? Ngồi trên đỉnh núi,
tôi nhìn thấy mặt trăng màu đỏ ứng với một cái điềm. Ở cái vùng này có một người sắp qua đời. Nói ông ta điền quá. Người đó rất giàu có. Tiền không phải rồi à. Tiền bạc do cướp giật của thiên hạ bóc lột cho dai nặng lãi. Nay là kiếp nạn, rất nhiều giống bù vô đây để cấu xé thân thể và hồn phách của người đó. Ai thầy ơi, vậy thì theo thầy pháp sư có cách nào mà đuổi những cái giông đó không? Có nhiều lắm. Ông lột đồ ông ra đi. Hả? Trong tôi cũng có nữa. Có, nó ẩn trong lục phủ ngũ tạng ông, cả ngàn binh gia. Rồi đây nó sẽ ăn, nó ăn trong vòng 3 ngày ông sẽ xí lắc léo. Xí lắc léo là cái gì? Tiếng Hy Mã Lạp Sơn có nghĩa là ngủm củ từ. Giống ông ta điền đó. Đúng vậy. Bây giờ ông tính đi, ông muốn sống để hưởng của cải hay là ông muốn chết vì hồn tiêu phách tán? Dạ dạ, thôi thôi, nhờ pháp sư dùng cái phép thuật nào đó để cứu tôi được không? Tất nhiên ta có mặt ở đây là để ta cứu lấy ông. Dạ. Ra mày. Ủa bà mày ở trong người của người ta, mày bám người ta mày không biết nhục hả mày? Bà nổi cha mày, con đá mày bây giờ. Ra mày. Tính vô chỗ kính người ta mà tao bắt không được hả mày? Bỏ cái cây xuống, bỏ cái cây xuống. Trời ơi, một bài ở trong đó. Đi, đó đi con. Nó ra kìa. Sao không? Bắt được chưa? Hả? Ông thấy trong người ông còn bớt nặng không? Dạ. Bây giờ thì đỡ lo cho bà người sao nó nhức quá. Nhức? Biết tại sao nhức không? Dạ sao vậy? Vì tôi quấn ông á. Trời ơi. Quấn nặng tay gì pháp sư? Đưa ông lên dáng, lên ghế ngồi. Dạ dạ dạ. Ráng đi ông, ráng đi ông. Biểu mày. Dạ. Cam. Xong chưa? Bỏ vô cái ly này. Trời đất ơi, hết linh bà rồi. Để nó rớt cái đất được có sao. Đem lại đặng cho ông uống, bảo đảm sẽ hết. Cái gì vậy? Bùa. Đắng quá vậy. Ông yên tâm đi, rồi đây ông sẽ khỏe mạnh. Tôi hứa với ông, kể từ ngày hôm nay khi tôi có mặt trong ngôi gia này rồi, không có một vong hồn nào mà dám tới đây quấy phá ông nữa. Dạ. Dạ cảm ơn. Cảm ơn pháp sư. Coi như tôi trị ông đã xong. Dạ. Kiếu. Dạ. Xin chào. Dạ. Đứng dậy thì đứng dậy. Chào pháp sư. Không phải. Không phải đứng dậy. Có nghĩa là chưa có lấy tiền á. Xin lỗi. À bao nhiêu vậy pháp sư? Tùy hỷ. Muốn cho nhiêu cho. Dạ. Đây pháp sư, cầm đỡ đi ha. Trời đất ơi, cái gì mà khó khăn quá vậy? Thôi đưa hết cho rồi, lấy ra làm chi không biết nữa. Rồi giữ đi. Ờ, giữ đi. Rồi cứu nha. Dạ. Nhớ ăn ở có nhân có đức thì của cải tài sản sẽ ở lại suốt đời với mình. Dạ. Ăn ở không nhân không đức chết bất đắc kỳ tử. Dạ dạ dạ, tôi biết rồi. Chào ông. Dạ, cảm ơn pháp sư. Ông, thấy trong người sao rồi ông? Hay thiệt, tao chỉ uống có một chút thôi mà bây giờ tao đã thấy khỏe trong người rồi. Vậy ông muốn ăn gì con nấu cho ông ăn nha. Rồi, vô bếp làm những món ngon cho ông. Dạ. Bồi bổ sức khỏe lại.
Ông ơi, cái gì? Ở cái sổ kìa, ông ta đi. Mặt mày máu me không à? Mày làm gì vậy? Tôi trốn. Ông làm gì vậy? Tôi trốn. Trời ơi, không lẽ, pháp sư mới vừa đi khỏi quan hồn vong trở lại đây hay sao? Không được, không được, làm có cách. Chẳng lẽ ba ngày nữa tao sẽ chết hay sao? Mày đi kêu Lương Y lại cho tao, kêu Lương Y lại gặp cho tao. Dạ. Trời ơi, không lẽ ba ngày nữa sao? Không được, tôi phải sống. Wow, xanh quá. Hả? Chẳng lẽ tay tôi đã chuyển sang màu xanh rồi sao? Không, chiếc nhẫn xanh quá. Ha? Hả? Có chuyện gì vậy? Mạch đập mạnh quá. Thôi. Hả? Hồi đó bị quay bị phải không? Nó chai nó cứng ngắc chỗ này nè. Rồi. Tâm trạng đang bấn loạn, ăn không ngon ngủ không yên. Đôi lúc bị buồn nôn nữa phải không? Dạ. Yeah. Mấy tháng rồi. Cái gì? Sao làm gì như hỏi phụ nữ mang thai vậy thầy? Ý tôi hỏi tâm trạng của ông như vậy mấy tháng rồi. À, chỉ mới rồi vài ngày thôi. Vài ngày thôi hả? Dạ. Yeah. Như vậy cái này phải nói là ông bị tâm bệnh. Còn cơ thể của ông bình thường không có bệnh gì hết. Vậy sao? Chỉ bị tâm bệnh thôi. Có thật không? Trời ơi, không tin tôi thì đừng kêu tôi gì à. Về đi. Phán. Cái tới đây làm gì? Gì vậy? Ông tính tới đây phá đám tụi mày không? Ê, ông phải coi kỹ là ai phá đám ai nha. Tôi là Lương Y nghe. Người ta bệnh tôi tới tôi hấp thuốc cho người ta. Tôi phá đám người ta hậu nào? Ông ai à? Khách hàng này là của tôi. Ông tới đây ông tính quậy nữa phải không? Ông mới là người quậy tôi nghe. Tôi với ông bá hộ. Ông nhìn kỹ con người này đi. Hắn mở miệng hắn nói hắn là thầy Lan hả? Không dám Lan đâu. Nếu có Lan thì là Lan Lùng. Một trong những tay thiếu heo nổi tiếng. Rồi lâu ngày rồi mạo danh nó là thầy Lan. Lan cái móc gì? Thì cũng là thầy vậy. Trời ơi, còn ông? Tôi sao? Ông nhìn lại bản thân ông đi. Tôi sao? Ăn đình ở miếu. Hả? À, không nhà không cửa, lăn lê bò lết ngoài đường. Hả? À, rồi lấy cái đồ này nè mặc lên quá trang làm thầy nước ngoài vô hả? Ê, nói bậy, ông có tin là tôi thư ông xin bụng không? Cái gì? Tôi bỏ bừa một cái là cặp giò của ông 10 móng mà thằng còn thành 6 móng không? Trời ơi. Ông giỡn mặt hả? Giỡn mặt. Ông nói tôi là một người kêu bậy bạ hả? Được, thì vậy tôi với ông dám tỉ thí thi coi ai trị bệnh hết trong bá hộ này. À, ông ngon ha. Ông dám tỉ thí với tôi ha. Sợ thằng nào? Trời ơi, ngán thằng nào. Được, vậy bây giờ ai trị bệnh cho bá hộ này hết bệnh, người đó sẽ thắng. Thắng thì sao? Thắng sẽ được một nửa gia tài của bá hộ này. Cái gì vậy? À? Tự nhiên hai người thì chiến đấu, thi đấu với nhau tự nhiên lấy tài sản của tôi là sao? Có ai ở không chữa bệnh không cho ông? Được. À, nếu chấp nhận cuộc tỷ thí này thì ông phải chống mắt coi. Bùa phép tôi tu luyện cả ngàn năm, tôi sẽ tẩy quế ngôi nhà này sạch sẽ. Tôi sẽ trả lại sự công bằng sạch sẽ trong con người của bá hộ. Ông đừng tin cái kẻ lang tâm này. Hãy nhìn xem, tôi là người làm trước. Được, chấp nhận luôn. Nhìn đi. Pháp ư thật ta chẳng thua.
Dạ. Nằm xuống. Coi chừng ông Thập á. Chuẩn bị uống linh dược. Ở em bên tụ về đây. Đây là bùa. Ông uống cái ly bùa này vô, ông sẽ hết ngay tức khắc. Dạ. Không một con quỷ con ma nào dám tới ngôi nhà này quậy phá ông. Uống đi. Uống đi. Uống đi. Uống. Thấy sao? Dạ. Thấy đó. Khỏe khỏe đó. Đó. Ông hãy nhìn đi. Ổng kể từ bây giờ sẽ trở thành một con người khỏe mạnh. Chống mắt lên mà coi. Ông! Ông ơi! Ông! Ông! Ông sao mà ông cái... Ông ơi! Hả? Ông! Cái này ông chỉ bà hộ. Bá Hộ ơi, ông sao vậy? Ông sao vậy? Ông sao vậy? Chẳng lẽ ông chết rồi hả Bá Hộ? Hả? Trời ơi! Trời ơi! Ông Bá Hộ! Ông Bá Hộ ơi! Ông Bá Hộ ơi! Thôi! Hết cứu vãn được rồi. Ông đã tắt thở rồi. Ta chưa tin. Ta chưa tin. Hả? Vậy là ông chết rồi. Đúng. Chính đồng ý ông chết. Làm sao ta giết? Ta muốn chứng minh ông sống thì ta mới chiến thắng được chứ. Ông là người giết ông. Ly của ông, nước của ông, phép của ông đưa cho ông uống thì ông là người giết ông. Ông im đi. Có ông nữa đó. Xin bắt tôi thấy nè. Ông bỏ thuốc vô ly nước. Tức là hai ông. Được rồi, tôi sẽ đi báo quan. Hai ông đã giết người, giết phụ ông. Thôi. Nói nghe. Mày ở đợi, mày cũng không có tiền đâu. Bây giờ vậy, cái chuyện này, tại thằng khốn nạn này, mày muốn hại tao. Mày thế nên mà ông này là nạn nhân, tao không muốn giết ổng. Ha, bây giờ vậy, mày giữ nguyên chuyện này đi. Tao sẽ trả tiền cho tiền mày. Đúng rồi, đúng rồi. Anh bình tĩnh đó. Anh gia đình bình tĩnh nha. Qua đây tôi nói nghe nè. Không được bao nhiêu tiền tôi cho hết nha. Mày bây giờ đừng có đi báo quan nha. Nha, tôi lại ông nha, đừng báo quan. Không được, lỗi này là do ông đổ này nè. Ông muốn phá hoại tôi nè mà mới ra đông lỗ này. Bây giờ ông đổ lỗi cho tôi là sao? Một mình tôi đi. Tiền con cá này. Ông ơi. Ông Hồ Dương hả? Tùng. Ra đây. Dạ. Ông biết ông sắp chết. Ông nhờ có một việc. Dạ. Còn thì tốt hết những cái nợ mà người ta thiếu ông. Một tài sản của ông, một phần con lấy, còn tất cả phần còn lại còn phát hết cho những người dân trong làng này. Làm gì vậy ông mới yên lòng? Con làm được không? Dạ con làm được. Được. Vậy thì ông ông đi. Ông ơi. Anh Đình Toàn ơi, vậy là em đã biết rồi đó. Chưa chắc gì chúng ta có nhiều tiền mà chúng ta gọi là hạnh phúc đâu, đúng không anh? Miễn là chúng ta có cuộc sống vui vẻ và thoải mái nhất thì chúng ta mới là người giàu nhất. Đúng rồi, mẹ anh Toàn cũng có nói như vậy. Chỉ cần buổi tối chúng ta có thể kê cao gối ngủ, sáng thức dậy thấy một cuộc sống bình yên, vui vẻ, có nghĩa là chúng ta đã hạnh phúc và chúng ta đã giàu có hơn rất nhiều những người khác. Em hoàn toàn đồng ý với lại mẹ của anh Toàn.
Vậy có cần anh kêu em là mẹ không? Dạ thôi, được rồi, em nói vậy thôi mà. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị.